Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 120. Nghe Dương Diệp nói, hai mắt Dương Sơn lập tức nhíu lại, hắn đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, thân hình Dương Diệp đột nhiên run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Sơn nao nao, sau đó bật cười một tiếng. Buồn cười. Thanh âm rơi xuống, hai người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi ba người đều biến mất, Vũ gia đại trưởng lão xuất hiện ở giữa sân. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói. Không đi ra sao? Nơi xa, không gian khẽ run lên, ngay sau đó một nữ tử từ trong đó đi ra, nữ tử này chính là Dương Đan Thanh. Dương Đan Thanh nhìn đại trưởng lão thi lễ. Đan Thanh xin ra mắt tiền bối. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Có việc gì? Dương Đan Thanh mỉm cười, sau đó nói. Tìm tiền bối nghe ngóng chút chuyện, thân phận của người vừa rồi kia. Nếu như tiền bối nguyện ý báo cho, vãn bối vô cùng cảm kích. Đại trưởng lão khoát tay áo. Không biết, rời đi đi, Vũ gia ta không muốn lẫn vào sự tình Dương gia các ngươi. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Thần sắc của Dương Đan Thanh lập tức lạnh xuống, trầm mặc hồi lâu, nàng quay người tiêu thất ở chân trời. Dương Diệp cũng không có chạy về Nguyên Vũ hệ, mà chạy về phía tinh không, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Bởi vậy, không đến một hồi, hắn đã rời phạm vi Nguyên Vũ hệ, tiến nhập tinh không mịt mùng. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn vừa dừng lại, Dương Sơn cùng Dương Thạch xuất hiện ở trước mặt hắn không xa. Làm sao không trốn? Dương Sơn châm chọc nói. Hay là nói, muốn phản sát chúng ta? Dương Diệp quay người nhìn về phía hai người Dương Sơn. Các ngươi, người nào tới trước? Hay là cùng tiến lên? Cùng tiến lên. Dương Sơn bật cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Nói xong, hắn bước ra một bước, sau đó tay phải tìm tòi, một cỗ lực lượng thần bí như mạng nhện bao phủ về phía Dương Diệp. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác tất cả đường lui đều bị phong kín. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Sơn, không thể không nói, thực lực của Dương Sơn này vẫn rất mạnh, không yếu hơn huyết khôi bao nhiêu. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên đấm ra một quyền. Không có thi triển tịch diệt băng thiên quyền, chỉ là một quyền phổ thông. Không có gì bất ngờ xảy ra, cả người Dương Diệp bị lực lượng của Dương Sơn đánh bay ra. Bay đến mấy ngàn trượng, vừa dừng lại, Dương Diệp quay người hóa thành một đạo hắc ảnh bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Sơn nổi lên vẻ mỉa mai. Sâu kiến. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, đuổi về phía Dương Diệp. Mà ở giờ khắc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Cẩn thận! Giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh kinh hãi của Dương Thạch. Cơ hồ là thời điểm thanh âm vang lên, sắc mặt Dương Sơn thay đổi, ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở sau lưng hắn. Cùng lúc đó, hai cỗ uy áp kinh khủng đặt ở trên người hắn. Một mũi kiếm từ cái ót Dương Sơn xuyên ra ngoài. Con mắt Dương Sơn trợn lên, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin, còn có một tia hối hận. Bởi vì giờ phút này hắn mới hiểu được, vừa rồi Dương Diệp đào tẩu cùng một kích không chịu nổi, đều là giả. Sở dĩ Dương Diệp đào tẩu, sở dĩ yếu thế, chính là vì tê liệt hắn, để hắn chủ quan, để hắn khinh thị. Và Dương Diệp thành công. Làm càn. Nơi xa, Dương Thạch nhìn thấy một màn này, không khỏi gầm thét, muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, hai mắt hắn đột nhiên trợn lên, lông tơ toàn thân dựng đứng, sau một khắc. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong thân thể hắn bạo phát ra, nhưng thời điểm khí tức xuất hiện, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái ót hắn xuyên qua. Giống như Dương Sơn, thân thể Dương Thạch cũng cương cứng, mà lúc này, Dương Diệp đã ở bên ngoài hơn trăm trượng. Ngươi là ai? Đúng lúc này, Dương Đan Thanh đột nhiên từ trong không gian đi ra. Nàng gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt không có sát ý, tương phản, ngược lại lộ ra có chút bình tĩnh. Bất quá khí tức của nàng lại tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Vừa rồi lúc nàng đến, Dương Sơn vừa vặn chết, mà thời điểm nàng chuẩn bị xuất thủ, Dương Thạch cũng chết. Hai cường giả chí cảnh bị miểu sát. Phải biết, Dương Sơn cùng Dương Thạch này cũng không phải cường giả chí cảnh bình thường. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía Dương Đan Thanh. Ta là ai? Ngươi đoán xem. Dương Đan Thanh nhìn thoáng qua kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Theo ta được biết, ngoại trừ lão bát, không có người dùng kiếm. Mà lão bát cùng huynh muội chúng ta không oán không cừu, hắn không có khả năng. Đúng lúc này,
Dương Diệp đột nhiên nói. Làm sao ngươi biết chúng ta không oán không cừu? Nếu như ta không đoán sai, ta cùng các ngươi, là có huyết hải thâm cừu. Kỳ thật hắn đã đoán được thân phận nữ nhân trước mắt này. Bởi vì Dương Huyên đã từng nói, Dương Sơn cùng Dương Thạch là người của Dương Đan Thanh cùng Dương Yên, mà nữ nhân trước mắt này hiển nhiên là Dương Đan Thanh. Huyết hải thâm cừu. Hai mắt Dương Đan Thanh nhíu lại. Lộ ra diện mục thật của ngươi, để cho ta nhìn xem ngươi có phải lão bát hay không. Dương Đan Thanh không có nghĩ qua là Dương Diệp, phải nói, rất nhiều người Dương gia còn không biết Dương Diệp. Hơn nữa lúc trước nàng chỉ phái người đi giết Dương Diệp, căn bản không biết Dương Diệp, tăng thêm lúc trước người đi giết Dương Diệp trở về nói Dương Diệp đã chết, cho nên Dương Diệp này, trong lòng nàng đã là một người chết. Ngươi lập tức sẽ thấy được. Dương Diệp nói xong, cả người tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Dương Đan Thanh, ngay sau đó, trường kiếm trong tay chém xuống. Hai mắt Dương Đan Thanh nhíu lại, không có đón đỡ, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài mấy ngàn trượng. Mà nàng vừa dừng lại, dường như phát hiện cái gì, sắc mặt lập tức kịch biến, bởi vì một đạo kiếm quang đã đi tới nàng trước mặt. Nhất kiếm luân hồi. Một kiếm này, chính là Dương Diệp thi triển nhất kiếm luân hồi. Dương Đan Thanh rất nhanh tỉnh táo lại, ngọc thủ bỗng nhiên nắm chặt. Ba đạo thanh mang từ trong cơ thể nàng bắn ra, trong đó một đạo thanh mang bắn về phía kiếm của Dương Diệp, mà hai đạo còn lại thì bắn về phía Dương Diệp. Rầm rầm rầm. Theo ba tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp cùng Dương Đan Thanh riêng phần mình lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Nơi xa, Dương Đan Thanh nhìn hai cánh tay của mình, lúc này, hai cánh tay nàng xuất hiện 10 cái ca kiếm động. Trầm mặc một cái chớp mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm pháp thật sắc bén. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước ngực mình, lúc này trước ngực hắn đã máu thịt be bét. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Đan Thanh, không thể không nói, thực lực của Dương Đan Thanh rất mạnh. Sở dĩ hắn không dùng ám chi pháp tắc, là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là hắn muốn lưu người sống, bởi vì hắn muốn biết tung tích của Tiểu Thiên. Mà hỏi như vậy, hắn không chỉ không hỏi đến tung tích của Tiểu Thiên, còn sẽ bại lộ thân phận của mình. Nguyên nhân thứ hai là, lúc này Dương Đan Thanh đối với hắn là toàn bộ tinh thần đề phòng, hắn dùng ám chi pháp tắc, không có 100% nắm chắc đánh giết. Kỳ thật còn có nguyên nhân thứ ba, đó chính là hắn muốn nhìn một chút trình độ của thiên tài Dương gia. Ngươi không phải lão bát. Đúng lúc này, Dương Đan Thanh đột nhiên nói. Ngươi muốn giá họa cho lão bát, để cho chúng ta cùng lão bát đánh nhau chết sống, sau đó ngươi ngư ông đắc lợi, đúng không? Muốn biết vì cái gì ta biết ngươi không phải lão bát không? Bởi vì, lão tử không có hứng thú nghe ngươi lải nhải. Dương Diệp nói xong, cả người đã tiêu thất ngay tại chỗ, thời điểm hắn tiêu thất, một đạo kiếm quang lóe lên, chỗ kiếm quang đến, không gian yếu ớt như giấy, bị xé nứt ra. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Đan Thanh nhíu lại, trong đôi mắt lấp lóe sát ý. Lúc này kiếm quang đã tới. Thời điểm kiếm quang cách mi tâm của Dương Đan Thanh còn có vài tấc, một luồng thanh mang đột nhiên từ mi tâm nàng bắn nhanh ra như điện. Kiếm khí của Dương Diệp bị thanh mang này xuyên qua, kiếm khí tiêu tán, thanh mang lại như thiểm điện bắn về phía Dương Diệp, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt vỡ nát, vô cùng dọa người. Nơi xa, Dương Diệp tiện tay đâm ra một kiếm. Thanh mang ầm vang tiêu tán. Sau một khắc, cả người Dương Diệp tiêu thất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Đan Thanh. Kiếm vào vỏ, rút kiếm chém. 10 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Phát giác được uy lực một kiếm này của Dương Diệp, đồng tử của Dương Đan Thanh bỗng nhiên co rụt, sau một khắc, một đạo thanh mang từ trong cơ thể nàng bạo phát ra. Giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang rung trời, ngay sau đó, một bóng người bay ngược ra ngoài, cùng nhau bay ra, còn có một cánh tay. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Đan Thanh. Thời điểm Dương Đan Thanh bay rớt ra ngoài, một tiếng kiếm reo vang lên, sau đó kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt Dương Đan Thanh. Nhưng đúng lúc này, một đạo chỉ quang đột nhiên từ chân trời thoáng hiện. Kiếm quang ầm vang vỡ vụn, một bóng người bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, là Dương Diệp. Sau khi bay ra gần ngàn trượng, lúc này Dương Diệp mới ngừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này một thanh âm đột nhiên từ chân trời truyền đến. Thế tử chi tranh bắt đầu, trở về. Cường giả Dương gia. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại,
trong đôi mắt một mảnh rét lạnh. Nơi xa, Dương Đan Thanh lau tiên huyết ở khóe miệng, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Mối thù Đoạn Tí, ngày khác gấp 10 lần hoàn trả, ngươi. Đúng lúc này, sắc mặt nàng kịch biến, cùng lúc đó, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ chân trời vang lên. Làm càn. Ngay sau đó, một ngón tay đột nhiên từ chân trời thoáng hiện, nhanh chóng bắn tới. Phía dưới, sở dĩ sắc mặt Dương Đan Thanh kịch biến, là bởi vì một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, cùng lúc đó, hai cỗ ý cảnh kinh khủng trực tiếp đặt ở trên người nàng, ngoại trừ hai cỗ ý cảnh, còn có một cỗ lực lượng thần bí càng cường đại hơn hai ý cảnh. Hai cỗ ý cảnh dĩ nhiên chính là sát ý cùng kiếm ý, mà lực lượng thần bí, thì là kiếm vực. Ba cỗ lực lượng trấn áp, đừng nói trốn, giờ phút này Dương Đan Thanh ngay cả huyền khí trong thân thể cũng trở nên yên lặng, đương nhiên chỉ là trong nháy mắt, bất quá trong chớp nhoáng này đối với Dương Diệp mà nói, hoàn toàn đầy đủ. Kiếm quang hiện lên, một cái đầu lâu bay lên trời. Một kiếm gọt đầu Dương Đan Thanh, Dương Diệp quay người, kiếm vào vỏ, sau đó rút kiếm chém một phát. Một đạo kiếm khí bắn ra, ngón tay bị phân thành hai, sau đó ầm vang tiêu tán. Làm càn. Một thanh âm ẩn chứa tức giận vô tận tựa như tiếng sấm từ chân trời trút xuống, sau đó một cỗ khí tức từ chân trời nghiền ép tới. Kiếm vào vỏ. Dương Diệp tay cầm cổ sao, lạnh lùng nhìn về chân trời. Muốn chết phải không? Lỗ mãng. Quả thật có chút lỗ mãng. Bởi vì Dương Diệp rất rõ ràng, hiện tại hắn ở trước mặt cường giả Dương gia đánh giết Dương Đan Thanh, quả quyết sẽ đắc tội cường giả Dương gia này. Nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Dương gia sẽ không vì một người chết mà tới giết hắn. Người chết là không có giá trị. Còn nữa, hắn biết rõ một điểm, cái kia chính là, hắn biểu hiện ra tiềm lực càng lớn, sẽ càng được cao tầng Dương gia coi trọng. Giống như Dương Liêm Sương, hắn tin tưởng, dù cho Dương Liêm Sương ở bên ngoài xông ra lớn họa, Dương gia quả quyết cũng sẽ thay nàng gánh hết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có giá trị. Nguyên bản. Bản ý của hắn là bắt sống Dương Đan Thanh, lúc đầu sắp thành công, nhưng cường giả Dương gia này xuất hiện, làm cho hắn biết, bắt sống là không thể nào. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn đánh giết. Sau khi Dương Diệp nói, cỗ khí tức ở chân trời kia đột nhiên tiêu tán, sau đó một lão giả xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Cường giả trí cảnh. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, L huyền khí trong thân thể bắt đầu vận chuyển, bởi vì thực lực lão giả trước mắt này. Chỉ sợ còn mạnh hơn huyết khôi rất nhiều. Lão giả nhìn Dương Diệp. Ngươi mới vừa nói cái ích gì? Nói lại một lần được không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau một khắc, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của lão giả. Sau đó bỗng nhiên rút khi kiếm chém một phát. Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp động thủ, ánh mắt lão giả lập tức lạnh như băng xuống. Sau một khắc, tay phải hắn có chút xoay tròn. Sau đó vỗ ra một chưởng. Trưởng ra, không gian trong phương viên mấy vạn dặm run lên kịch liệt, phảng phất như địa chấn. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị một trưởng này chấn đến ngàn trượng, nhưng đúng vào lúc này, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi. Nhất kiếm luân hồi ra chỉ hai loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang tiêu tán, lão giả kia cũng bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Lão giả cúi đầu nhìn tay phải của mình một chút, giờ phút này, lòng bàn tay của hắn đã bị đánh xuyên. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp ở nơi xa cầm kiếm mà đứng. Hai loại ý cảnh quy nguyên cảnh, sát ý, kiếm ý. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Ngươi là vị thiếu gia nào? Dương Diệp nói. Về sau ngươi sẽ biết. Lão giả lắc đầu. Ngươi phá hư quy củ. Cho nên hiện tại cùng ta trở về giới luật điện đi. Nói xong, hắn đưa tay tìm tòi về phía trước, tay ra, một cỗ hấp lực cường đại trực tiếp hút Dương Diệp tới trước mặt hắn. Mà lúc này, Dương Diệp lại quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, lúc Dương Diệp tiêu thất, sắc mặt lão giả biến đổi, sau đó thân hình hắn run lên, cũng trực tiếp tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên trái hơn ngàn trượng. Mà hắn vừa dừng lại, đồng tử bỗng nhiên co rụt, ngay sau đó. Hắn lần nữa biến mất, cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ không gian, những nơi khí tức kia đi qua, không gian sôi trào. Ba hơi sau, giữa sân bình tĩnh lại. Lúc này, Dương Diệp cùng lão giả cách xa nhau không đến trăm trượng.
Dương Diệp vẫn cầm kiếm mà đứng. Nơi xa, lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp, trong đôi mắt có chấn kinh cùng kiêng kỵ không che giấu chút nào. Nếu như lúc này có người đứng ở sau lưng của hắn, sẽ phát hiện, ở phía sau lưng hắn có hai vết kiếm sâu thấy xương. Không chỉ như thế, lúc này phía sau lưng của hắn đã một mảnh huyết hồng. Nơi xa, Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả. Không phải là không thể giết ngươi, rõ chưa? Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Mà đúng lúc này, lão giả đột nhiên nói. Ngươi phá hư quy củ, giới luật điện sẽ không bỏ qua ngươi, phụ mẫu của Dương Đan Thanh cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tốt nhất chủ động trở về nhận tội, nếu không. Lúc này Dương Diệp đột nhiên dừng bước, sau đó nói. Để bọn hắn tới. Nói xong, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, trầm mặc. Ước chừng qua 10 hơi sau, một lão giả tóc trắng đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở bên người. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua lão giả này, sau đó nói. Dương Lâm, ngươi vậy mà bại. Lão giả tên là Dương Lâm lắc đầu. Là kém chút chết rồi. Lão giả tóc trắng nhướng mày. Biết là vị thiếu gia nào không? Dương Lâm lắc đầu. Không biết, chí ít, trong các thiếu gia ta đã biết, không có người này. Lão giả tóc trắng trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Mặc kệ là vị thiếu gia nào, hắn đã dám khiêu khích giới luật điện chúng ta, vậy thì nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ, nếu không những thiếu gia kia còn tưởng rằng giới luật điện chúng ta dễ khi dễ. Dương Lâm do dự một chút, sau đó nói. Phải cẩn thận một chút, kẻ này không phải người hiền lành. Lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng. Những thiếu gia của Dương gia chúng ta, cái nào là loại lương thiện? Dương Lâm nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua thi thể Dương Đan Thanh ở nơi xa, sau đó nói. Chỉ sợ Dương không sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn cực kỳ bảo vệ nữ nhi bảo bối này. Lần này Dương Đan Thanh ở trước mặt ta bị giết, chỉ sợ hắn ngay cả ta. Lão giả tóc trắng lắc đầu. Tài nghệ không bằng người, trách được ai? Đương nhiên. Vị thiếu gia thần bí mới xuất hiện kia đúng là tâm ngoan thủ lạt. Một chút đường lui cũng không lưu lại, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không cho nha đầu kia. Dương Lâm trầm giọng nói. Có gia hỏa này gia nhập, lần này thế tử chi tranh rất đáng xem. Đáng tiếc nha đầu liêm xương kia không phải nam nhi. Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu. Xác thực đáng tiếc, nghe nói nàng đã vào trí cảnh. Dương Lâm. Dương gia có hơn 20 đại thế giới. Vô số chung thế giới cùng tiểu thế giới, ở trong những thế giới này, thiên hư đại lục lớn nhất, cũng phồn hoa nhất, bởi vì thiên hư đại lục là chủ thế giới của Dương gia, cũng là tổng bộ. Thiên cơ thành. Thiên cơ thành là thành trì lớn nhất thiên hư đại lục, cũng là Dương gia chủ thành. Thiên cơ thành rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Mặc dù rất lớn, nhưng toàn bộ thành lại cực kỳ quạnh quẽ, bởi vì trong thành ngoại trừ một chút đặc thù cơ cấu của Dương gia, thì không có những người khác. Toàn bộ thiên cơ thành, chỉ có người Dương gia si cùng một chút cơ cấu đặc thù của Dương gia ở lại. Đây là trung tâm quyền lực của Dương gia. Tháng này thiên cơ thành nhất định không bình tĩnh, bởi vì những cơ Dương gia thiếu gia ở bên ngoài lịch luyện đều trở lại thiên cơ thành. Phụng Tiên Các. Trong một gian đại điện, Dương Huyên ngồi ở chủ vị, hai mắt khép hờ, dường như nhập định. Trong điện, chỉ có một mình nàng. Lúc này, một người khôi giáp đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Dương Huyên không có mở mắt ra. Chuyện gì? Người khôi giáp trầm giọng nói. Dương Đan Thanh chết rồi. Giết nàng, là một kiếm tu. Nghe vậy, Dương Huyên đột nhiên mở mắt. Là hắn sao? Người khôi giáp nói. Không dám xác định, nhưng rất có thể. Bởi vì trong tất cả thiếu gia, chỉ có hắn cùng bát thiếu gia là kiếm tu, mà bát thiếu gia không có lý do gì đi giết Dương Đan Thanh. Đó chính là hắn. Ngọc thủ Dương Huyên chậm rãi nắm chặt. Ta liền biết, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Không chỉ không chết, xem ra thực lực hắn còn trở nên mạnh mẽ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía người khôi giáp. Có tìm được tung tích của hắn hay không? Người khôi giáp lắc đầu. Không có, đúng, hắn là ở trước mặt giới luật điện trưởng lão giết Dương Đan Thanh, cho nên hiện tại không chỉ chúng ta đang tìm hắn. Giới luật điện cùng phụ thân của Dương Đan Thanh Dương không cũng đang tìm hắn. Dương Huyên đột nhiên đứng lên. Chúng ta nhất định phải ở trước khi giới luật điện cùng Dương không tìm ra hắn tìm được hắn, nếu không hắn sẽ nguy hiểm. Người khôi giáp nhẹ gật đầu nói.
Ta đã phái người tìm hắn. Đúng, hiện tại chỉ sợ mấy vị thiếu gia kia cũng đang tìm hắn, không chỉ mấy vị thiếu gia kia, trưởng lão điện tựa hồ cũng đã phái người đi điều tra hắn. Dương Huyên khẽ gật đầu. Vô duyên vô cớ thêm ra một thiếu gia, hơn nữa thiếu gia này còn không đơn giản, bọn hắn đương nhiên sẽ hiếu kỳ. Chỉ là chỉ sợ bọn hắn nghĩ không ra thiếu gia này, là nhi tử của một đứa con rơi mà Dương gia bọn hắn đã quên. Trưởng lão điện sẽ thừa nhận hắn sao? Người khôi giáp nói. Dương Huyên cười lạnh. Đương nhiên, chỉ cần có thiên phú, có tiềm lực, bọn hắn đều sẽ thừa nhận, huống chi hắn vốn chính là người Dương gia, trên người có huyết mạch chính thống nhất của Dương gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, nàng nhìn về phía người khôi giáp, lại nói. Vận dụng hết thảy lực lượng của chúng ta, nhất định phải ở trước giới luật điện cùng Dương không tìm được hắn. Đặc biệt là không thể để cho Dương không tìm được hắn trước, nếu không, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách chống lại Dương không. Minh bạch, người khôi giáp nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau khi người khôi giáp rời đi, Dương Huyên lại ngồi về chỗ cũ, nói khẽ. Ngay trước mặt giới luật điện trưởng lão đánh chết Dương Đan Thanh, thực lực của ngươi đã phát triển đến loại trình độ này. Nói đến đây, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng dần dần trầm xuống. Dương Diệp cũng không có đi Thiên Hư Đại Lục trước, mà đi tới địa bàn Dương Yên, cũng chính là Yên Thanh Đại Lục. Hắn đến Dương gia, mục đích là cứu Tiểu Thiên, mà hồn phách của Tiểu Thiên quả quyết là ở trong tay Dương Yên, bởi vậy hắn tự nhiên là đến tìm Dương Yên. Nhưng đáng tiếc, hắn không có tìm được Dương Yên. Yên Thanh Thành. Bởi vì Dương gia thất thiếu gia Dương Hình, Yên Thanh Thành đã phá thành mảnh nhỏ, bất quá Dương Yên hiển nhiên không muốn từ bỏ Yên Thanh Thành, bởi vậy lại phái rất nhiều người lần nữa tu kiến Yên Thanh Thành. Người tu kiến Yên Thanh Thành đều là huyền giả, không phải người bình thường, bởi vậy ở trong thời gian thật ngắn, Yên Thanh Thành đã được chữa trị 7-8 phần. Ở trong thành không có tìm được Dương Yên, Dương Diệp ra khỏi thành, hắn cũng không rời đi, mà đứng ở ngoài thành, cùng tường thành cách xa nhau ngàn trượng. Dương Diệp nhìn Yên Thanh Thành hồi lâu, đột nhiên hắn rút kiếm bổ một phát. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm khí tựa như lưu tinh vẫn là kích xạ về phía Yên Thanh Thành. Thoáng qua, Yên Thanh Thành bị kiếm khí phân thành hai. Sau một khắc, một thanh âm dữ tợn đột nhiên vang lên ở trên không toàn bộ Yên Thanh Thành. Dương Yên, cút ra đây cho ta. Nói xong, lại một đạo kiếm khí chui vào trong Yên Thanh Thành. Toàn bộ Yên Thanh Thành trong nháy mắt sụp đổ. Yên lặng một cái chớp mắt. Rầm rầm rầm. Ba đạo khí tức cường đại đột nhiên từ trong Yên Thanh Thành sụp đổ phóng lên trời, thoáng qua, ba lão giả xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Ba cường giả chí cảnh. Lão giả hoa bào cầm đầu gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi chính là người thần bí giết Tam tiểu thư. Tay Dương Diệp khẽ động, kiếm quang lấp lóe. Để thiếu gia của các ngươi đi ra. Lão giả hoa bào trầm giọng nói. Mặc kệ ngươi là vị thiếu gia nào, ngươi có biết, hiện tại thi đấu còn chưa bắt đầu, ngươi làm như thế là phạm quy, giới luật điện cùng trưởng lão điện sẽ không. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên. Sắc mặt lão giả hoa bào biến hóa, vội vàng vỗ ra một trường. Bành! Lão giả hoa bào bị đẩy lui trăm trượng, hai lão giả ở bên cạnh hắn muốn xuất thủ, nhưng lại bị lão giả hoa bào ngăn cản. Lúc này Dương Diệp lại nói. Một lần cuối cùng, để cho thiếu gia của các ngươi đi ra. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thiếu gia hắn ở một tháng trước đã bắt đầu bế quan, về phần bế quan ở nơi nào, chúng ta không biết. Lúc này, mí mắt hắn đột nhiên nhảy một cái, bởi vì Dương Diệp muốn động thủ, hắn vội vàng nói. Ngươi thử nghĩ, nếu như hắn thực ở chỗ này, hắn sẽ không đi ra sao? Nơi xa, Dương Diệp trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Vậy hắn ở đâu? Lão giả hoa bào lắc đầu. Chúng ta chỉ là thủ hạ của hắn, căn bản không có tư cách biết hành tung của hắn, bất quá có một người quả quyết biết tung tích của hắn. Nói. Dương Diệp nói. Lão giả hoa bào đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Hắn tới. Oanh. Không gian phương viên mấy vạn dặm đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một hắc ảnh trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, quay người rút kiếm chém một phát. 10 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Oanh!
Dương Diệp bị chấn ra ngoài ngàn trượng, mà bóng đen kia chỉ lui không đến 300 trượng. Dương Diệp nhìn cánh tay có chút run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn nơi xa, bên ngoài ngàn trượng, là một nam tử trung niên mặc hắc bào, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trung niên này cùng Dương Đan Thanh giống nhau đến mấy phần. Người tới, chính là phụ thân của Dương Đan Thanh cùng Dương Yên, Dương Không. Dương Không gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi là vị thiếu gia nào? Trường kiếm của Dương Diệp chỉ xéo mặt đất, sau đó nói. Ngươi đoán xem. Dương Không nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Dương gia thế tử chi tranh, mặc dù tàn khốc, nhưng mọi người làm việc đều có lưu một đường. Ngươi giết Đan Thanh, giết liền giết, vì sao ngay cả cơ hội luân hồi của nàng cũng gạt bỏ. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi đây là không biết. Lúc trước nếu không phải ta mạng lớn, khả năng đã chết ở trong tay nữ nhi và con trai của ngươi. Lúc trước bọn hắn đối với ta, là không có nghĩ qua phải hạ thủ lưu tình. Ngươi đến tột cùng là ai? Dương Không trầm giọng nói. Dương Diệp nhún vai nói. Có trọng yếu không? Dương Không trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Xác thực không trọng yếu, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, ngươi cũng sẽ chết. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Bành! Nơi xa, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại, một đạo hắc ảnh lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến ngoài ngàn trượng. Tốc độ quá nhanh! Nhanh đến Dương Diệp nhìn không rõ. Mặc dù Dương Không cũng là cường giả chí cảnh, nhưng thực lực của hắn căn bản không phải cường giả chí cảnh bình thường có thể so sánh, xem như huyết khôi cũng kém xa Dương Không tít tắp. Nếu như hắn vẫn là âm dương cảnh, hắn quả quyết không phải đối thủ của Dương Không. Đáng tiếc, hắn không phải âm dương cảnh, hiện tại hắn là luân hồi cảnh. Ở thời điểm Dương Không tiêu thất, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Trước đó hắn là dùng mắt nhìn, mà bây giờ, hắn là dùng tâm nhìn. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn, thân thể hơi nghiêng bên phải chút một, sau đó rút kiếm chém một phát. Bành! Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Nhưng Dương Không cũng bị Dương Diệp chém lui hơn 500 trượng. Lần này Dương Không không có xuất thủ, hắn nhìn bàn tay của mình một chút, lúc này bàn tay của hắn chỉ còn lại một nửa, còn có một nửa là bị kiếm của Dương Diệp gọt đi. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm tâm thông minh, vẫn là xem nhẹ ngươi. Một bên, ba tên cường giả chí cảnh muốn xuất thủ, nhưng Dương Không lại khoát tay áo. Ta tới. Nói xong. Hắn bước ra một bước, hai tay chắp tay ở trước ngực. Oanh! Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ trong thân thể hắn bừng lên, ở dưới cỗ khí tức này chấn động, trong phương viên mấy vạn dặm tựa như bị nấu sôi, rung động kịch liệt, vô cùng dọa người. Yên lặng một cái chớp mắt, hai tay Dương Không nhấn về phía Dương Diệp. Thiên bi trưởng! Song trưởng ra! Hai trưởng ấn to lớn đột nhiên thoáng hiện ra, lúc hai trưởng ấn xuất hiện, không gian trong sân trực tiếp băng liệt. Cả phiến thiên địa ở thời khắc này đều rung động kịch liệt, tựa như động đất. Nơi xa, dưới áo bào đen, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, không dám khinh thường, tay hơi động một chút, trên kiếm tổ, kiếm quang lấp lóe, cùng lúc đó, sát lục kiếm ý trống rỗng xuất hiện ở bốn phía, ở dưới sát lục kiếm ý gia trì, kiếm trong tay hắn tựa như sống lại, không ngừng phát ra từng tiếng kiếm minh. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn xuất kiếm, đột nhiên trước mặt hắn không xa. Hai trưởng ấn đột nhiên trùng điệp lại với nhau, lúc trùng điệp cùng một chỗ. Oanh! Không gian trong phương viên mấy vạn dặm ầm vang sụp đổ, cả vùng không gian đen kịt. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Dương Không lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì thời điểm chung quanh lâm vào một vùng tăm tối, hắn kinh hãi phát hiện, những vật chất tối cùng ám năng lượng chung quanh kia đột nhiên bao vây hắn lại. Không chỉ như thế, hai trưởng ấn trùng điệp bị những vật chất tối cùng ám năng lượng kia xé thành hư vô. Ám chi pháp tắc. Trong lòng Dương Không hoảng hốt, thân hình lóe lên, muốn rút khỏi vùng không gian kia, nhưng đã chậm, vùng không gian kia đột nhiên co vào, sau đó, oanh, một tiếng nổ tung. Bất quá còn chưa kết thúc. Ở trong ánh mắt kinh hãi của ba tên cường giả chí cảnh, vùng không gian kia không ngừng co vào, sau đó không ngừng sụp đổ nổ tung, cứ như vậy, kéo dài đến 5 lần mới đình chỉ, đến lần cuối cùng đình chỉ, một bóng người từ trong lỗ đen ngã bay ra ngoài. Nhìn thấy nhân ảnh này, sắc mặt ba người lão giả hoa bào lập tức biến đổi. Bởi vì nhân ảnh này là Dương Không. Lúc này, Dương Không cực kỳ chật vật,
toàn thân hắn hiện đầy kiếm thương, trừ cái đó ra, cánh tay phải của hắn đã tiêu thất, bắt mắt nhất là mắt phải của hắn, giờ phút này mắt phải của hắn đã không còn, thay vào đó là một huyết động dữ tợn. Mà ở trước ngực thì có một phù lục màu đen, giờ phút này phù lục màu đen đang không ngừng tản ra năng lượng nhỏ như sợi tóc, những năng lượng màu đen này tựa như mạng nhện, triệt để bao vây Dương Không lại. Dương Không nhìn về nơi xa, ở trong mắt trái của hắn, ngoại trừ khó có thể tin, còn có kiêng kỵ thật sâu. Vừa rồi hắn kém chút liền chết. Nếu như không phải phù lục trước ngực hắn, vừa rồi hắn thực sẽ chết. Phù lục kia, là năm đó Dương gia gia chủ ban tặng, hắn một mực không có cam lòng dùng, bởi vì phù lục kia vô cùng chân quý, chỉ ít có thể ngăn cản 5 tên siêu cấp cường giả chí cảnh liên thủ công kích. Chính là tờ phù lục này, bảo vệ mệnh của hắn. Nơi xa, vùng không gian kia dần dần bình tĩnh lại, rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt đám người Dương Không. Lúc này sắc mặt Dương Diệp có chút tái nhợt, nhưng trong mắt hắn lại cực kỳ hưng phấn. Vừa rồi Dương Không chấn vỡ không gian, làm cho không gian xung quanh lâm vào đen kịt, hắn bỗng nhiên phát hiện, lại có thể khống chế không gian hắc động kia, tựa như lúc trước khống chế hắc động vậy. Cực kỳ kinh hỉ, bởi vì ở trong lỗ đen, hắn có thể khống chế vật chất tối cùng ám năng lượng. Đơn giản mà nói, hắn ở trong hắc động, thực lực lập tức tăng lên rất nhiều. Không chỉ như thế, hắn còn có thể lợi dụng những vật chất tối cùng ám năng lượng kia đến bảo hộ mình. Đơn giản mà nói, ở trong lỗ đen, hắn có lòng tin một cái đánh 5 cường giả chí cảnh. Sầu não duy nhất là tiêu hao quá lớn, vừa rồi khống chế vùng không gian kia, trực tiếp rút khô tất cả huyền khí trong cơ thể hắn. Không chỉ như thế, càng làm hắn kém chút thoát lực. Nếu không vừa rồi coi như trên người Dương không có bảo mệnh phù, hắn cũng có thể đánh chết. Đáng tiếc là, hắn hữu tâm vô lực. Thu hồi suy nghĩ, tay Dương Diệp khẽ động, một quả cầu năng lượng xuất hiện ở trong tay hắn, nuốt quả cầu năng lượng vào, hắn trong nháy mắt khôi phục gần một nửa huyền khí, hắn lại lấy ra một quả cầu năng lượng, sau khi nuốt vào hai quả cầu năng lượng, huyền khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục. Ám chi pháp tắc. Lúc này, xa xa Dương Không đột nhiên nói. Không giống như ám chi pháp tắc, người đến tột cùng là ai? Dương Diệp dẫn theo trường kiếm trong tay chậm rãi đi về phía Dương Không. Ta nghĩ, ngươi nhất định biết con của ngươi ở nơi nào, đúng không? Dương Không biến sắc, sau đó trầm giọng nói. Thế tử chi tranh còn chưa bắt đầu, ngươi bây giờ đi tìm hắn, là phạm luật, xúc phạm quy củ của Dương gia ta, ngươi có biết kết cục hay không? Dương Diệp nhún vai. Không biết, cũng không muốn biết. Ta chỉ muốn biết tung tích của con trai ngươi. Nói thật, ta đã gần như không còn kiên nhẫn, con người của ta, sau khi mất đi kiên nhẫn, chính ta cũng không biết ta sẽ tạo ra chuyện gì. Thật sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một lão giả tóc trắng cùng một lão giả áo bào đen xuất hiện ở giữa sân. Giới luật điện trưởng lão. Ánh mắt lão giả tóc trắng rơi vào trên người Dương Diệp. Cùng chúng ta trở về giới luật điện một chuyến. Nếu như ngươi đủ thông minh, ngươi sẽ ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Dương Diệp lắc đầu. Không đi. Hai mắt lão giả tóc trắng nhíu lại. Không có thiếu gia nào dám khiêu khích giới luật điện chúng ta, chưa từng có. Đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lão giả tóc trắng biến sắc. Cẩn thận. Nơi xa, đồng tử của Dương Không bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ yết hầu hắn lóe lên. Xuy, một đạo tiên huyết từ mi tâm Dương Không chảy ra, thân thể Dương Không lập tức cương cứng. Kiếm thu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng. Mọi thứ đều có cái thứ nhất, trước kia không có, hiện tại có rồi. Dương Diệp không phải người không có đầu óc, hắn cũng chưa từng muốn đi qua cố ý khiêu khích Dương gia giới luật điện gì. Nhưng không có cách nào. Lúc hắn giết Dương Đan Thanh, giới luật điện ngăn cản. Mà Dương Đan Thanh với hắn mà nói, không giết không được, hắn cũng không muốn thả hổ về rừng. Một khắc này, hắn biết, giới luật điện chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, chí ít, quả quyết sẽ tìm hắn phiền phức. Quả nhiên, giới luật điện lại tới. Làm như thế nào? Giảng hòa, hay cầu xin tha thứ? Không, đều không được. Mặc kệ muốn đi giảng hòa, hay cầu xin tha thứ, đều chỉ sẽ tự rước lấy nhục. Đã như vậy. Vì cái gì hắn còn phải cho giới luật điện mặt mũi? Mục đích của hắn rất đơn giản, ta chính là muốn phách lối đến cùng. Hắn muốn để cao tầng Dương gia nhìn thấy tiềm lực của hắn, khi tiềm lực của hắn đủ lớn,
hắn tin tưởng, giới luật điện không cách nào làm gì được hắn. Bởi vì lúc kia, cao tầng Dương gia sẽ không để cho người khác đến tổn thương hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiềm lực của hắn đủ lớn. Quy củ Dương gia, quả quyết không dễ xúc phạm như vậy, nhưng hắn tin tưởng, khi hắn bày ra tiềm lực đủ lớn, hắn có thể bao trùm lên rất nhiều quy củ của Dương gia. Nơi xa, ba tên cường giả trí cảnh kia nhìn thấy Dương Diệp dám ở trước mặt mọi người khiêu khích giới luật điện, trong mắt đều hiện lên vẻ chấn kinh, phải biết, giới luật điện ở Dương gia địa vị rất lớn. Có thể nói, ngoại trừ một số ít người, toàn bộ người Dương gia, bao quát những thiếu gia kia, cũng phải bị giới luật điện quản thúc. Có thể nói, cho dù là những thiếu gia kia, cũng sẽ cho giới luật điện mặt mũi. Mà vị trước mắt này, cũng dám công nhiên khiêu khích giới luật điện. Đây là muốn làm người đầu tiên a. Một bên, sắc mặt Bạch lão lạnh xuống, hắn gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Biết. Bạch lão nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhẹ gật đầu, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm Bạch lão tiêu thất, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém một phát. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, Bạch lão đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một cỗ khí tức cường đại tựa như đại sơn ép xuống. Ở dưới cỗ khí tức này trấn áp, khí tức của Dương Diệp cứng lại, toàn bộ thân thể cảm giác muốn băng liệt, cùng lúc đó, không gian chung quanh hắn vặn vẹo rạn nứt. Thật mạnh! Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, thực lực Bạch lão này không phải mạnh mẽ bình thường a. So với Dương không còn mạnh hơn rất nhiều. Không dám khinh thường. Oanh! Sát lục kiếm ý từ trong thân thể Dương Diệp bao phủ ra, sau khi sát lục kiếm ý xuất hiện, thân thể của hắn lập tức tốt lên rất nhiều, nhưng đúng lúc này, Bạch lão đột nhiên đánh tới một quyền. Dương Diệp không chút suy nghĩ, rút kiếm chém xuống một cái. Oanh! Lực lượng cường đại trong nắm đấm của Bạch lão trực tiếp chấn Dương Diệp lui về sau, mà bản nhân Bạch lão lại bất động như núi, căn bản không có bị một kiếm của Dương Diệp đẩy lui, không chỉ như thế, Bạch lão còn lấn người lên. Đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó lại một quyền đánh tới. Bành! Dương Diệp bị một quyền này đẩy lui ngàn trượng lần nữa, vừa dừng lại, một tia tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra. Lần này, Bạch lão không có xuất thủ, hắn lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Chỉ có ngần ấy bản sự. Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Bạch lão. Lại đến! Thanh âm rơi xuống. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi. Nhất kiếm luân hồi ra chỉ sát lục kiếm ý. Kiếm quang như điện, giây lát liền tới trước mặt lão giả, mà ở sau lưng đạo kiếm quang này, là một vết nứt không gian thật dài. Chỗ kiếm quang đến, không gian xé rách. Hai mắt Bạch lão nhíu lại, tay phải nắm chắc thành quyền, trên nắm tay đột nhiên xuất hiện một cỗ gió xoáy. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên oanh về phía trước mặt một cái. Oanh! Một vòi rồng cường đại trực tiếp bao phủ đạo kiếm quang kia của Dương Diệp. Ầm ầm! Giữa sân vang lên từng tiếng oanh minh, trong phương viên vạn dặm rung động kịch liệt. Một bên, vẻ mặt đám người lão giả hoa bào vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên, cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể cùng trưởng lão giới luật điện liều mạng. Có thể tiến vào giới luật điện làm trưởng lão, ít nhất cũng là mấy trăm năm trước liền bước vào chí cảnh, loại cường giả này, mặc dù không có vượt qua chí cảnh. Đạt đến trên chí cảnh, nhưng thực lực của bọn hắn tuyệt đối không phải cường giả chí cảnh bình thường có thể so sánh. Mà bây giờ, vị thiếu gia trước mắt này chỉ là luân hồi cảnh, lại có thể cùng cường giả mấy trăm năm trước liền bước vào chí cảnh liều mạng. Giờ phút này, mấy người giữa sân bắt đầu hiếu kỳ thân phận của Dương Diệp. Nơi xa, chiến đấu còn tiếp tục. Từng đạo kiếm quang cùng quyền ấn không ngừng hiện lên, mỗi một lần kiếm quang cùng quyền ấn chạm vào nhau, đều sẽ làm cho không gian kích run. Lúc đầu không gian là muốn vỡ vụn, nhưng đều bị Bạch lão nhanh chóng chữa trị, bởi vậy Dương Diệp căn bản không có cách lợi dụng không gian hắc động tới đối phó Bạch lão. Mặc dù trước đó Bạch lão không có cứu được Dương không, nhưng hắn lại biết Dương không chết như thế nào, bởi vì thần thức của hắn đã thấy trận chiến kia của Dương Diệp cùng Dương không, chỉ là bản thể chạy tới hơi trễ. Mặc dù thực lực của Dương không hơi yếu hơn hắn, nhưng không kém bao nhiêu. Cho nên nếu để cho Dương Diệp làm ra một cái không gian hắc động, chỉ sợ hắn không chịu nổi. Bởi vậy mỗi một lần không gian muốn vỡ vụn, hắn đều sẽ lập tức chữa trị, chỉ cần không xuất hiện không gian hắc động, vậy thì không có sự tình quá lớn.
Uy lực ám chi pháp tắc của Dương Diệp, quyết định bởi không gian hắc động lớn nhỏ, không gian hắc động càng lớn, vậy ám chi pháp tắc khống chế vật chất tối cùng ám năng lượng càng nhiều, uy lực sẽ càng lớn. Ngay từ đầu Dương Diệp đúng là muốn lợi dụng không gian hắc động tới đối phó Bạch Lão, nhưng Bạch Lão căn bản không cho hắn cơ hội, mỗi lần hắn muốn chấn vỡ không gian, Bạch Lão đều sẽ lập tức chữa trị, cái này khiến hắn đánh vô cùng phiền muộn. Chiến lấy, Dương Diệp dần dần ở vào hạ phong, phải nói hắn dần dần bị áp chế. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cảnh giới cùng thực lực của Bạch Lão đều vượt xa hắn. Oanh! Lúc này, giữa sân đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, ngay sau đó, một bóng người bị chấn bay ngược ra ngoài. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Diệp. Lần này Bạch Lão không có truy kích, chỉ dùng khí thức khóa chặt Dương Diệp, sau đó nói. Thực lực xác thực rất tố tổ, chỉ là chút thực lực ấy của ngươi, liền muốn khiêu khích giới luật điện ta. Buồn cười. Nơi xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua Bạch Lão, trầm mặc. Lúc này, Cê Bạch Lão lại nói. Bất quá, ta đúng là có chút hiếu kỳ, bởi vì ở trong mấy vị thiếu gia ta nhận biết, không có người nào có được sát ý cùng kiếm ý, còn có ám chi pháp tắc. Ta rất muốn biết, người đến tột cùng là vị thiếu gia nào trong 9 vị kia. Nói đến đây, hắn thản nhiên nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói. Ngươi là tự cởi ra áo bào đen, hay ta tới giúp ngươi cởi? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm lên, kiếm quang lấp lóe. Cùng lúc đó, một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể hắn giống như thủy triều bừng lên, bất quá rất nhanh, cỗ ý cảnh này toàn bộ tràn vào trong kiếm tổ. Nơi xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc Bạch Lão lập tức lạnh xuống, tay phải hắn chậm rãi nắm chắc thành quyền. Dù hai người chưa động thủ, nhưng không gian phương viên mấy vạn dặm lại rung động kịch liệt. Một bên, đám người lão giả hoa bào biến sắc. Hiển nhiên đây là muốn dùng đại chiêu. Nơi xa, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng cường đại, lúc đạt tới đỉnh phong, Dương Diệp đột nhiên động. Chỉ thấy hắn quay người rút kiếm chém một phát, kiếm ra, không gian trước mặt hắn bị xé nứt, ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong khe không gian kia. Chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều ngẩn người. Chạy trốn. Mọi người không sao hoàn hồn, phải biết. Vừa rồi Dương Diệp là một bộ muốn chiến đến chết a, mà bây giờ, hắn lại chạy trốn. Nơi xa, sắc mặt Bạch Lão vô cùng khó coi, hắn có loại cảm giác bị trêu đùa. Không nói nhảm, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đám người lão giả hoa bào liền muốn đuổi theo, nhưng thanh âm của Bạch Lão đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Một mình ta liền đủ, các ngươi trở về điều tra 9 vị thế tử, toàn bộ tra một lần cho ta. Đám người lão giả hoa bào do dự một chút, sau đó quay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Như Bạch Lão nói, giờ khắc này, bọn hắn cũng bức thiết muốn biết thân phận của Dương Diệp. Trốn. Dương Diệp đương nhiên muốn chạy trốn, hắn lại không ngốc. Cùng Bạch Lão liều chết, với hắn mà nói, một điểm ý nghĩa cũng không có, mục tiêu của hắn là Dương Yên. Hơn nữa ngoại trừ Bạch Lão, bên cạnh còn có 4 tên cường giả trí cảnh. Cho nên mặc kệ hắn cùng Bạch Lão người nào thắng, cuối cùng hắn đều không chiếm được lợi lộc gì. Loại tình huống này, đương nhiên phải chạy trốn. Dù sao bọn người Bạch Lão không biết thân phận của hắn. Đáng tiếc, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp tốc độ cùng thực lực của Bạch Lão. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì Bạch Lão xuất hiện ở cách đó không xa, cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại khóa chặt hắn. Trốn. Bạch Lão bật cười một tiếng. Trước ngươi không phải rất phách lối sao? Không phải muốn làm người đầu tiên khiêu chiến giới luật điện ta sao? Làm sao, bây giờ lại muốn trốn? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Lão đầu, chỉ một mình ngươi đến. Một cái không đủ sao? Bạch Lão lạnh nhạt nói. Một người. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vậy ta liền không khách khí. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Hai huyết khôi trực tiếp xuất hiện ở trước sau Bạch Lão, khi nhìn thấy hai huyết khôi, sắc mặt Bạch Lão vô cùng khó coi. Bạch Lão gắt gao nhìn Dương Diệp. Ta cho là ngươi sẽ cùng ta đơn đấu. Đơn đấu? Dương Diệp lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, đánh thắng được ta liền đơn đấu, đánh không lại, ta sẽ quần ẩu. Bạch Lão? Đơn đấu? Dương Diệp không nghĩ tới, chí ít không nghĩ tới cùng Bạch Lão đơn đấu. Đơn đấu là phải nhìn người, rõ ràng đánh không lại,
còn muốn đơn đấu, đây không phải là muốn chết sao? Dương Diệp tay cầm trường kiếm, đang muốn động thủ, lúc này Bạch Lão đột nhiên nói. Lần này Dương gia chúng ta tham gia thế tử tranh đoạt, tổng cộng có 9 vị, 9 vị thiếu gia này cùng ta mặc dù không phải rất quen thuộc, nhưng ta đối với bọn hắn vẫn biết một chút. Mà ta xác định, ngươi không phải bất kỳ người nào trong 9 vị thiếu gia. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Ngươi có ý gì? Bạch Lão nhìn Dương Diệp. Ta hoài nghi ngươi không phải người Dương gia. Lúc này Dương Diệp dùng kiếm vực ẩn nấp khí tức của mình, bởi vậy Bạch Lão căn bản không cảm giác được huyết mạch của Dương Diệp. Dương Diệp nói, là người Dương Ngô gia cùng không phải người Dương gia, có khác nhau sao? Bạch Lão cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là có khác nhau. Nếu ngươi là người Dương gia, vậy ngươi giết TC Dương Đan Thanh cùng Dương Không, chính là sự tình nội bộ Dương gia chúng ta sẽ dùng phương thức nội bộ đến xử lý. Nhưng nếu như ngươi không phải người Dương gia, vậy chuyện này không phải là sự tình nội bộ chúng ta, ngoại nhân tự tiện giết người Dương gia ta, ngươi biết hậu quả sao? Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Ta biết, ngươi quả quyết còn có át chủ bài, nhưng ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi không phải người Dương gia, ngươi tuyệt đối không gặp được mặt trời ngày mai. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhanh, hắn thúc giục huyết dịch của mình, sau đó cong ngón búng ra. Một giọt huyết dịch bay đến trước mặt Bạch Lão. Lúc này hắn vẫn chưa muốn cùng toàn bộ Dương gia là địch, hắn còn không có ngu như vậy, nếu như công nhiên đối kháng Dương gia, khi đó đừng nói giết Dương Yên, cứu Tiểu Thiên, chính hắn có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Bạch Lão nhìn huyết châu trước mắt hồi lâu, sau đó nói. Ngươi thật là người Dương gia. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói. Bạch Lão nhìn về phía Dương Diệp. Mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là vị thiếu gia nào, nhưng ta tin tưởng, ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Tiểu tử, chờ lấy, lần này giới luật điện sẽ chơi với ngươi. Nói xong, thân thể của hắn dần dần mờ đi. Dương Diệp không có động thủ, bởi vì Bạch Lão đã rời đi. Bạch Lão đương nhiên sẽ rời đi, mặc dù thực lực của hắn cường đại, nhưng hai huyết khôi tăng thêm Dương Diệp, đó đã không phải là hắn có khả năng đối kháng, đánh đi xuống, hắn có thể sẽ nằm ở chỗ này. Cho nên hắn quả quyết chọn rời đi. Dương Diệp cũng không có đuổi theo, loại cường giả như Bạch Lão, đối phương muốn đi, hắn căn bản không làm gì được. Hơn nữa hắn cũng không muốn sự tình làm tuyệt, giết Bạch Lão, việc này liền có chút quá. Hắn không cần thiết đi cùng giới luật điện không chết không thôi, không đáng giá. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi, liền muốn rời khỏi, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải. Đi ra. Yên lặng một cái chớp mắt, rất nhanh, không gian nơi đó đột nhiên rung lên, Dương Huyên xuất hiện ở cách đó không xa. Ngươi quả nhiên không có chết. Dương Huyên nói. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Vận khí tốt. Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Không nói những thứ này. Trước cùng ta trở về đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Rất nhiều chuyện. Dương Diệp không hiểu. Dương Huyên nói. Ngươi biết thế tử chi tranh ý vị như thế nào không? Đơn giản mà nói, nó giống như thế tục tranh hoàng vị. Ở Dương gia, một phương thất bại, có lẽ sẽ không bị chém tận giết tuyệt, nhưng nhất định sẽ bị rời xa trung tâm quyền lực, mà người thắng, hắn không chỉ nắm giữ quyền lợi vô thượng, những người đi theo hắn cũng sẽ vinh hoa phú quý. Có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Dương Huyên nói. Làm thế tử, là có chỗ tốt gì? Không nói gì nhiều, về sau chỉ cần ngươi làm thế tử, tất cả tài nguyên của Dương gia đều ưu tiên cho ngươi, công pháp, võ kỹ, thần khí, những cái này, chỉ cần Dương gia có, ngươi đều có thể lấy. Bởi vì khi đó, Dương gia sẽ coi ngươi là gia chủ tương lai bồi dưỡng. Đơn giản mà nói, chỉ cần ngươi làm thế tử, những thiếu gia còn lại cùng ngươi chênh lệch, sẽ bị vượt càng lúc càng lớn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Không chỉ ngươi, những người đi theo ngươi cũng sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như ngươi làm thế tử, không cần phải nói, ta quả quyết sẽ tiến thêm một bước, thu hoạch được càng nhiều quyền lợi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Minh Bạch, đây chính là một người đắc đạo, gà cho thăng thiên. Dương Huyên khẽ gật đầu. Đi thôi, có hai người muốn gặp ngươi một lần. Người nào? Dương Diệp hỏi. Dương Huyên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Thủ hạ của phụ thân ngươi năm đó,
cũng là hai trong bảy đại nguyên soái đương thời, tôn kính một chút. Nói xong, nàng quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc một hồi, cũng đi theo. Biết Dương Diệp đối với Dương gia không phải quá rõ ràng, bởi vậy trên đường đi Dương Huyên không ngừng giải thích sự tình Dương gia. Ở dưới Dương Huyên giới thiệu, Dương Diệp đối với Dương gia đã hiểu đại khái. Dương gia quyền lợi lớn nhất, tự nhiên là Dương gia tộc trưởng. Dương gia tộc trưởng tên Dương Vô Thiên, là người thực lực mạnh nhất Dương gia, cũng là một trong mấy người mạnh nhất hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Tiếp theo là trường lão đoàn là từ cường giả Dương gia trực hệ cùng từng chi nhánh tạo thành. Những cường giả này, đều là ngàn dặm mới tìm được một, tại Dương gia, địa vị của bọn hắn gần với tộc trưởng. Không chỉ như thế, trường lão đoàn còn có một quyền lực, cái kia chính là có thể vạch tội tộc trưởng. Nếu Dương gia tộc trưởng muốn làm sự tình tổn thương lợi ích Dương gia, trường lão đoàn có quyền bãi miễn tộc trưởng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có tám thành trưởng lão trở lên đồng ý mới được. Dưới trường lão đoàn, là giới luật điện là do cường giả tinh anh của Dương gia tạo thành. Tục ngữ nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Dương gia cũng có gia quy, hơn nữa là rất nhiều gia quy, nhưng muốn để người tuân thủ những gia quy này, không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy có giới luật điện. Đối với người xúc phạm gia quy, giới luật điện có quyền tiền trảm hậu tấu, bởi vậy ở Dương gia, quyền uy của giới luật điện vô cùng lớn. Dưới giới luật điện là Dương gia bảy đại nguyên soái này, nắm giữ lấy bảy thành binh lực của Dương gia, bọn hắn trấn thủ ở từng thế giới, thủ hạ thống trị vô số cường giả. Bảy đại nguyên soái này, chỉ nghe mệnh lệnh của Dương gia tộc trưởng, mặc kệ là trường lão đoàn hay giới luật điện, cũng không thể quản đến bọn hắn. Dưới bảy nguyên soái là 72 chiến tướng, 72 chiến tướng, là lực lượng trung kiên của Dương gia, bởi vì muốn gia nhập 72 chiến tướng, chỉ ít đều phải là chí cảnh, hơn nữa còn không phải là cường giả chí cảnh bình thường. Ngoại trừ 72 chiến tướng, còn có tứ đại quân đoàn, là Phụng Tiên đoàn, Long Thần vệ, Huyền Vũ quân, Hổ Bí doanh. Mà Dương Huyên là thống lĩnh Phụng Tiên đoàn. Nhiệm vụ chủ yếu của tứ đại quân đoàn cùng 72 chiến tướng là thủ hộ tổng bộ Dương gia và Thiên Hư đại lục. Trừ đó ra, còn có một chi quân đoàn thần bí nhất Dương gia, bất quá chi quân đoàn này chỉ có lịch đại tộc trưởng biết. Rất nhanh, ở dưới Dương Huyên dẫn đầu, hai người tới Thiên Cơ thành. Phụng Tiên các. Dương Huyên dẫn Dương Diệp tới một phòng tu luyện dưới lòng đất Phụng Tiên các, mà ở trong phòng tu luyện, có một nam một nữ, nam ước chừng hơn 30 tuổi. Thân mặc hoa bào, hai tay thả lỏng phía xa lu, mặt chữ quốc, khuôn mặt cương nghị, trong mắt bình tĩnh không lay động. Mà ở bên người trung niên nam tử, là một mỹ phụ, không nhìn thấy dung mạo mỹ phụ, bởi vì trên mặt nàng mang theo một tc khăn lụa. Mặc dù không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng dáng người nàng lại trước sau lồi lõm, cực kỳ lửa nóng. Nhìn thấy hai người, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên. Bởi việc hai người này vậy mà cho hắn cảm giác thâm bất khả trắc. Hai người này còn mạnh hơn giới luật điện bạch trưởng lão. Đây là trực giác của hắn. Cường giả trên trí cảnh. Thời điểm Dương Diệp tiến vào phòng tu luyện, ánh mắt của nam tử trung niên cùng mỹ phụ kia rơi vào trên người hắn. Qua một hồi lâu, nam tử trung niên đột nhiên nói. Kiếm vực. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Xuất thủ. Xuất thủ. Dương Diệp nao nao, lập tức minh bạch ý tứ của nam tử trung niên, đối phương đây là muốn xem thực lực của hắn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt trung niên nam tử, sau đó trường kiếm đâm ra. Sắc mặt nam tử trung niên bình tĩnh, một chỉ điểm ở trên mũi kiếm trong tay Dương Diệp. Ông! Bành! Trường kiếm run lên kịch liệt, ngay sau đó. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp chấn Dương Diệp đến hơn ngàn trượng. Nơi xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, thực lực của trung niên nam tử này, so với bạch lão trước đó mạnh hơn cũng không phải chút xíu, mà là rất nhiều. Lúc này, nam tử trung niên lại nói. Nghiêm túc một chút, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, một đạo kiếm khí lóe lên, không gian bị xé rách vỡ nát. Một vết nứt không gian thật dài xuất hiện ở giữa sân. Mà đạo kiếm khí kia, thì mang theo sát lục kiếm ý của Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử trung niên. Sắc mặt nam tử trung niên vẫn không thay đổi, thời điểm kiếm khí cách hắn còn có mấy chục phân, hắn đột nhiên điểm ra một chỉ.
Oanh! Quyền ra, kiếm khí của Dương Diệp ầm vang vỡ vụn, nhưng mà đúng vào lúc này, hai mắt nam tử trung niên híp lại, bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn, cùng lúc đó, mũi kiếm đã đi tới phía sau lưng. Xùy! Trường kiếm xuyên qua, nhưng Dương Diệp lại không mừng mà kinh, bởi vì nam tử trung niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Một bên, Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có một tia kinh ngạc. Bởi vì sau lưng trung niên nam tử kia xuất hiện một vết kiếm, không phải rất sâu, chỉ khoảng chừng 2 phân. Nơi xa, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ám chi pháp tắc của ngươi có chút không giống, lại có thể vô thanh vô tức đến loại trình độ này, cường giả trí cảnh bình thường, căn bản không phòng được. Dương Diệp lắc đầu. Đáng tiếc vẫn bị ngươi bảo vệ tốt, còn đánh nữa không? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Không cần thiết. Tiếp ta một kích, được chứ? Lúc này, Mỹ Phụ ở một bên đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Mỹ Phụ, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Mỹ Phụ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó hai mắt nàng đột nhiên quỷ dị xoay tròn. Trong chốc lát, hai mắt Dương Diệp ngốc trệ, sau đó cả người như hóa đá cứng ngắc tại nguyên chỗ. Mỹ Phụ lui ra 2 bước, sau đó lạnh nhạt nói. Có thể rồi. Hắn là kiếm tâm thông minh. Nam tử trung niên nói. Mỹ Phụ nói. Cảnh giới của hắn quá thấp, kiếm tâm thông minh cũng vô dụng, không tin ngươi nhìn. Nói xong, nàng cong ngón búng ra, một luồng kình khí trực tiếp đánh vào trước ngực Dương Diệp. Xùy. Một đạo tiên huyết từ trước ngực Dương Diệp bắn ra, nhưng hai mắt Dương Diệp vẫn ngốc trệ, một chút phản ứng cũng không có. Cẩn thận một chút, đừng biến hắn thành ngu ngốc. Đúng lúc này, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi hẻo lánh. Một kẻ ngu ngốc, đối với chúng ta mà nói, cũng không có tác dụng gì. Nhìn thấy người này, Dương Huyên, nam tử trung niên và Mỹ Phụ lập tức thì lễ. Bóng đen giấu ở nơi hẻo lánh, cả người như bóng với hình, căn bản thấy không rõ dung mạo. Mỹ Phụ có chút thi lễ, sau đó nói. Yên tâm, thuộc hạ có chừng mực. Bóng đen trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Người này kiệt ngạo bất tuần, muốn để hắn cam nguyện làm khôi lỗi. Không được. Mỹ Phụ nhẹ gật đầu. Vậy không bằng hiện tại liền giết hắn. Bóng đen lắc đầu. Không cần, đã không thể làm khôi lỗi, ta liền thay kế hoạch là được. Những thiếu gia trong gia tộc kia, các ngươi không thể giết, ta càng không thể giết, nhưng hắn có thể quang minh eo chính đại giết. Mỹ Phụ do dự một chút, sau đó nói. Thuộc hạ minh bạch ý tứ của chủ thượng, chỉ là kẻ này mặc kệ là thiên phú hay thực lực đều không tệ, để hắn trưởng thành tiếp. Chỉ sợ. Vô sự. Bóng đen nói. Luận thiên phú cùng tiềm lực, hắn vẫn không vào trong mắt ta. Từ giờ phút này, các người phụ trợ hắn, có thể tu ký ý hắn làm loạn, minh bạch ý tứ của ta chưa? Minh bạch. 3 người Mỹ Phụ vội vàng gật đầu. Lúc này, bóng đen lại nói. Dương Huyên, người xác định ca ca ngươi đã từng để bảo vật kia ở trên người hắn. Dương Huyên nhẹ gật đầu. Hẳn vậy. Nếu không ở thế giới cấp thấp, hắn không có khả năng trưởng thành đến loại trình độ này. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Chủ thượng muốn món bảo vật kia. Có chút hiếu kỳ. Bóng đen nói. Bất quá giờ phút này không cần thiết từ trong cơ thể hắn lấy ra, trước lưu ở trên người hắn đi. Nói đến đây, bóng đen trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó lại nói. Ca ca ngươi đến tột cùng là sống hay chết? Dương Huyên lắc đầu. Không biết. Đáng tiếc. Bóng đen nói. Nhìn chung toàn bộ lịch sử Dương gia chúng ta, cũng chỉ có tiên tổ cùng ca ca ngươi tính là nhân vật, người còn lại, đặc biệt là những thiếu gia hiện tại kia, hừ, một đám phế vật. Còn có những lão ngoan cố ở trưởng lão điện, tư tưởng cổ hủ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đưa bọn hắn đi địa ngục. Đám người Dương Huyên vội vàng cúi đầu, không dám trả lời. Lúc này bóng đen lại nói. Thực lực của Dương Diệp còn có chút yếu, các ngươi cẩn thận một chút, đừng để hắn bị người giết. Đặc biệt là Dương không nhất mạch kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nghe nói phụ thân của Dương không Dương Hư đã từ vực ngoại chạy về, cho nên trong khoảng thời gian đừng để hắn ra nhảy nhót. Nói xong, thân hình bóng đen run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi bóng đen tiêu thất, Mỹ Phụ đi tới trước mặt Dương Diệp, ngọc thủ vung lên, một đạo phấn quang lấp lóe. Thân thể Dương Diệp khẽ run, sau đó ánh mắt hắn dần dần rõ ràng.
Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua ba người Mỹ Phụ. Chuyện gì xảy ra? Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không có gì, vừa rồi khảo nghiệm tâm cảnh của ngươi mà thôi, tâm cảnh của ngươi còn có thiếu hụt rất lớn, về sau nhớ kỹ phải chăm chỉ tu luyện. Nói xong, nàng lui qua một bên. Lúc này trung niên nam tử kia nói. Ta gọi Cổ Tu, nàng gọi Thiên Hồ, hai người chúng ta trước kia là thuộc hạ của phụ thân ngươi. Hiện tại ngươi trở về tranh đoạt Dương gia thế tử, hai người chúng ta sẽ giúp ngươi một tay. Dương Diệp vội vàng ôm quyền nói. Đa tạ. Cổ Tu nhẹ gật đầu, sau đó nói. Chúng ta đã được tin tức, phụ thân của Dương Không Dương Hư đã từ vực ngoại chạy về, thực lực của người này thâm bất khả chắc, không phải ngươi có khả năng đối kháng, ngoại trừ Dương Hư, giới luật điện cũng đang tìm ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi đừng đi ra. Chỉ cần thế tử chi tranh bắt đầu, bọn hắn liền không cách nào công khai ra tay với ngươi. Dương Diệp nói. Minh bạch, trong khoảng thời gian này, ta sẽ không đi gây chuyện. Bất quá ta yêu cầu tung tích một người. Dương Yên. Cổ Tu hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Cổ Tu trầm mặc một lát, sau đó nói. Bây giờ ngươi không giết được hắn. Hắn rất mạnh. Dương Diệp hỏi. Cổ Tu khẽ lắc đầu. Luận thực lực, hắn không bằng ngươi. Nhưng bởi vì lúc trước ngươi giết Dương Đan Thanh, hiện tại giới luật điện đã bắt đầu trọng điểm bảo hộ những thiếu gia kia, có giới luật điện bảo hộ, ngươi rất khó giết Dương Yên, hơn nữa thực lực của Dương Yên cũng không tầm thường, tăng thêm gia gia hắn đã từ vực ngoại chạy về, cho nên ngươi bây giờ căn bản không giết được hắn, minh bạch chưa? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Vì cái gì người giới luật điện không đến bảo hộ ta? Cổ Tu nheo mắt. Bọn hắn không tìm đến làm phiền ngươi liền tốt. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Cổ Tu lại nói. Sau khi thế tử chi tranh bắt đầu, chúng ta liền không có cách nào giúp ngươi, lúc kia ngươi chỉ có thể dựa vào mình, cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Các ngươi cũng biết, ta từ nhỏ ở bên ngoài, mà chỗ thế giới kia, mặc kệ võ kỹ công pháp hay huyền bảo, đều là hàng vỉa hè hàng. Mà những thiếu gia Dương gia kia, bọn hắn dùng huyền kỹ hoặc huyền bảo, quả quyết đều là tốt nhất, cho nên. Cổ Tu lắc đầu. Chúng ta không có kiếm kỹ, về phần huyền bảo, ta cũng không có kiếm tốt. Cái khác cũng được. Dương Diệp vội vàng nói. Cổ Tu. Dương Huyên cùng Mỹ Phụ ở một bên thần sắc cổ quái. Dương Diệp này, da mặt thật có chút quá dày. Cổ Tu do dự một chút, sau đó cổ tay khẽ động. Một đôi giày màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nói. Sát Na Ngoa, có thể ở trong chốc lát thuấn di ngàn trượng, cái gọi là trong chốc lát này, tương đương với một phần mười tức, trước đó ta có thể né tránh một kiếm kia của ngươi, dựa vào là đôi giày này. Một bên, Mỹ Phụ kia nhìn thoáng qua Cổ Tu, dường như muốn nói gì, do dự một chút cuối cùng lại không nói. Nghe Cổ Tu nói, con mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, hiện tại hắn thiếu nhất chính là cái gì? Tốc độ. Nếu mà có được đôi giày này, tăng thêm tốc độ lúc đầu của hắn, hắn cơ hồ có thể ở dưới tình huống một cường giả trí cảnh còn chưa kịp phản ứng chém giết đối phương. Mà đúng lúc này, Cổ Tu lại nói. Bất quá trong một ngày, chỉ có thể dùng một lần. Dương Diệp nao nao, lập tức hỏi. Vì cái gì? Cổ Tu nói. Đôi giày này tiêu hao huyền khí cực kỳ nhiều, cho dù là huyền khí của ta, cũng không đủ nó tiêu hao một lần. Bởi vậy bình thường ta đều là trước dùng huyền khí chứa đựng ở trong đó, ở thời khắc mấu chốt mới dùng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Minh bạch, đúng, giày này là phẩm giai gì? Cổ Tu nói. Cửu phẩm, bảo vật vượt trên phẩm giai, là cửu phẩm, cái gọi là cửu phẩm, là đạt đến cực hạn. Giống như cường giả trí cảnh cùng cường giả luân hồi cảnh khác nhau chính là, cường giả trí cảnh ở mọi phương diện đều đạt đến cực hạn, sau khi đạt đến cực hạn. Mới có thể xưng là trí. Bảo vật này giống như huyền kỹ. Còn có, vừa rồi ngươi thi triển ám chi pháp tắc, nếu xem như là huyền kỹ, cũng coi là trí cảnh. Bởi vì ám chi pháp tắc của ngươi, đạt đến cực hạn của mình rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Bao quát ý cảnh, sau khi đạt đến cực hạn, cũng xưng là trí sao. Cổ Tu nhẹ gật đầu. Kiếm ý cùng sát ý của ngươi lại lên một tầng, là kiếm ý trí cảnh cùng sát ý trí cảnh. Bất quá, muốn đạt đến trí cảnh có chút khó. Dù sao ta rất ít gặp đến người đạt đến ý cảnh trí cảnh.
vậy trên trí cảnh làm gì? Dương Diệp lại hỏi. Cổ Tu trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Về sau ngươi sẽ biết. Dương Diệp nhìn thoáng qua Cổ Tu, sau đó nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Dương Huyên nói. Cho ta một gian phòng tu luyện đơn độc được không? Dương Huyên nhẹ gật đầu, sau đó nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dương Diệp nhìn hai người Cổ Tu ôm quyền, sau đó nói. Cáo từ. Sau khi Dương Diệp cùng Dương Huyên đi, Mỹ Phụ kia đột nhiên nói. Ngươi thật cam lòng, nếu như ta không đoán sai, bảo vật cửu phẩm, ngươi cũng chỉ có món này. Cổ Tu lạnh nhạt nói. Muốn để ngựa chạy, thì phải cho con ngựa ăn cỏ. Không phải sao, hơn nữa vì để phòng vạn nhất, chúng ta cũng phải lưu lại thủ đoạn A. Mỹ Phụ nhướn mày. Cái giày kia, ngươi động tay chân. Cổ Tu lạnh nhạt nói. Ngươi cứ nói đi. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Cổ Tu. Đừng nhìn ngươi bình thường kiệm lời ít nói, kỳ thật ngươi rất âm. Cổ Tu nhìn thoáng qua Mỹ Phụ nói. Cũng vậy thôi. Chấm. Trong phòng tu luyện dưới mặt đất, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình run lên, tiến nhập Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, thần sắc của Dương Diệp băng lãnh, trong đôi mắt sát ý lấp lóe. Trước đó thần bí nhân kia cùng bọn người Mỹ Phụ nói chuyện hắn tự nhiên đều nghe được. Yêu thuật của Mỹ Phụ kia xác thực lợi hại, nhưng Mỹ Phụ vẫn xa xa đánh giá thấp hắn. Hắn cũng không vẻn vẹn là kiếm tâm thông minh, trong thân thể còn có cùng kỳ, còn có lục đinh thần hỏa, còn có Hồng Mông Tháp. Bởi vậy đối phương làm sao có thể ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Hắn đã sớm biết Dương Huyên đi tìm hắn trở về Dương gia không có hảo ý, quả nhiên, đối phương là vì lợi dụng hắn, không chỉ như thế, đối phương còn có ý đồ với Hồng Mông Tháp. Bất quá còn tốt. Mặc kệ là Dương Huyên hay thần bí nhân kia, cũng không biết bảo vật trong cơ thể hắn là Hồng Mông Tháp, chỉ biết là hắn có bảo vật. Nếu để cho đối phương biết bảo vật trong cơ thể hắn là Hồng Mông Tháp, phải nói, nếu như bọn hắn biết chỗ nghịch thiên của Hồng Mông Tháp, như vậy vừa rồi hắn thực rất nguy hiểm. Bởi vì thần bí nhân kia, cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lợi dụng ta. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ cười lạnh. Các ngươi nằm xuân thu đại mộng đi. Nói xong. Hắn cúi đầu nhìn về phía đôi giày trong tay, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn cười lạnh. Cùng ta giở trò, nhìn xem người nào âm người nào. Nói xong, tâm hắn niệm khẽ động, đôi giày lập tức mang ở trên chân. Huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào trong giày, khi tất cả huyền khí trong thân thể hắn toàn bộ tràn vào giày, tâm niệm khẽ động, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Trong chốc lát, phương viên ngàn trượng. Xuất hiện chỉ ít hơn vạn Dương Diệp. Trong đó ngoại trừ bản thể Dương Diệp, còn lại tự nhiên đều là tàn ảnh, chỉ là những tàn ảnh này đều giống như thực chất. Tốc độ quá nhanh. Chấm. Nhanh. Nhanh vô cùng. Hiện tại Dương Diệp rốt cuộc minh bạch huyền bảo chí giai cường đại cỡ nào. Chí, tốc độ vừa rồi của hắn thực đạt đến cực hạn. Có thể nói, nếu như hắn thôi động đôi giày này, cường giả chí cảnh bình thường căn bản không có cách chống lại hắn. Có thể đạt đến cường giả trí cảnh, ý vị các phương diện của đối phương đều đạt đến một cực hạn, nhưng trong cường giả trí cảnh cũng có mạnh yếu, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa cường giả trí cảnh cũng có phân chia, không có chân chính đạt đến một cực hạn. Cái này giống như hai con hổ, một cái là trong rừng lớn lên, nhưng một cái khác bị nuôi nhốt lớn lên. Đều là hổ, nhưng nếu để hai con hổ một đối một đơn đấu, ai mạnh hơn? Đáp án rõ ràng. Mà đôi giày này hiển nhiên không bình thường, cho nên chỉ cần không gặp được loại cường giả trí cảnh cường đại, hắn liền có thể ở phương diện tốc độ nghiền ép đối phương. Duy nhất đáng tiếc là, hắn chỉ có thể ở trong một ngày có một lần loại tốc độ này. Bất quá hắn đã thỏa mãn. Bởi vì đôi giày này có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, hoặc là ở thời khắc mấu chốt bảo đảm một mạng. Dương Diệp biết giày bị Cổ Tu động tay chân, nhưng hắn không để ý. Bởi vì hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Đối phương đã muốn lợi dụng hắn, vậy hắn cũng có thể trái lại lợi dụng đối phương. Sau khi khôi phục huyền khí, Dương Diệp tìm Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Lúc này Tiểu Bạch đang ôm thanh kiếm gỗ bay khắp nơi, về phần Tử Nhi, hiện tại Tử Nhi đang tu luyện. Tu luyện. Mặc kệ là Tử Nhi hay Hiểu Vũ Tịch, hoặc đám người đế nữ cùng Tô Thanh Thi, các nàng đều đang nỗ lực tu luyện. Các nàng có lẽ không giúp được Dương Diệp. Nhưng nếu như các nàng không tu luyện, vậy các nàng quả quyết không cách nào đi cùng Dương Diệp càng lâu. Tuổi thọ.
Không chỉ các nàng, thế gian bất kỳ người nào nếu không muốn chết, đều chỉ có thể cố gắng tu luyện, đạt đến tầng thứ cao hơn, dùng cái này thu hoạch càng nhiều tuổi thọ. Giữa sân, nhìn thấy Dương Diệp, tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung lên, kiếm gỗ lập tức mang theo nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Thân hình nàng lóe lên, trực tiếp rơi vào trước mặt Dương Diệp, sau đó hai cái tiểu trảo ôm gương mặt Dương Diệp nhẹ nhàng trà sát. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ trước mặt hắn, dường như phát giác được ánh mắt Dương Diệp, thanh kiếm gỗ đột nhiên run lên, kiếm quang thoáng hiện. Nhìn thấy một màn này, mí mắt Dương Diệp lập tức nhảy một cái, huyền khí trong thân thể phun trào, nhưng đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên kiếm gỗ, sau đó hai cái tiểu chảo của nàng vỗ nhẹ nhẹ kiếm gỗ. Chỉ chốc lát, kiếm gỗ chậm rãi bình tĩnh xuống. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm gỗ, sau đó lại liếc mắt nhìn Tiểu Bạch nói. Vì cái gì nó căm thù ta như thế? Hắn thật có chút không nghĩ ra, kiếm gỗ này có phải bị bệnh hay không, nhìn thấy hắn liền muốn chém hắn. Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó quơ tiểu chảo. Chỉ chốc lát, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Bởi vì Tiểu Bạch nói, trên người hắn có sát ý, cho nên chuôi kiếm này căm thù hắn. Thứ độ gì? Trong lòng Dương Diệp mắng, chuôi kiếm này vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa a. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm gỗ, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi giúp ta hỏi nó một chút, nó đã chán ghét ta, như vậy lúc trước tại sao còn đi theo ta? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó bay đến trước mặt kiếm gỗ, một lát sau, Tiểu Bạch lại bay đến trước mặt Dương Diệp, tiểu trảo bắt đầu vung vẩy. Một lát sau, sắc mặt Dương Diệp càng thêm khó coi. Nguyên bản hắn tưởng sở dĩ kiếm gỗ đi theo hắn, là bởi vì lúc trước hắn nói lời khí phách kia, nhưng căn bản không phải, lúc trước sở dĩ kiếm gỗ đi vào trước mặt hắn, là bởi vì trên người hắn có cái gì hấp dẫn nó. Không cần phải nói, quả quyết là Hồng Mông Tháp. Người ta là bởi vì Hồng Mông Tháp, mà không phải bởi vì hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm gỗ, hắn không nghĩ tới, kiếm gỗ này lại có thể cảm nhận được Hồng Mông Tháp tồn tại. Chuôi kiếm này đến tột cùng có lai lịch gì? Còn có phẩm giai của kiếm này, tuyệt đối là siêu việt chí cảnh. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, nghĩ những thứ này đều vô dụng, hiện tại hắn không muốn lãng phí thời gian ở trên chuôi kiếm này, mặc dù nếu như hắn có thể nắm giữ thanh kiếm kia, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng vấn đề là, chuôi kiếm này hiện tại quả quyết sẽ không theo hắn. Đối với yêu thần, hắn có thể dùng mạnh, nhưng đối với kiếm, hắn không muốn dùng mạnh, phải nói, hắn muốn dựa vào năng lực của mình chinh phục, mà không phải dựa vào Hồng Mông Tháp. Kiếm không thể so với yêu thú, một thanh hảo kiếm, quả quyết là thả gảy không cong. Cùng Tiểu Bạch chơi đùa một lát, Dương Diệp rời đi, tìm Cùng Kỳ. Tiểu tử, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy Dương Diệp. Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Cùng Kỳ, sau đó nói. Ngươi bây giờ khôi phục mấy thành? 9 thành. Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nhếch miệng nói. Lão huynh, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ngươi khôi phục 9 thành, nhưng ta nhìn, thực lực ngươi bây giờ chỉ tương đương với cường giả trí cảnh bình thường. Ngươi khôi phục 10 thành, đỉnh cao chỉ tương đương với cường giả trí cảnh mạnh mẽ. Cái kia, trình độ đại thiên vũ trụ của các ngươi có chút thấp. Hay là trình độ của ngươi có chút? Thả ngươi cầu thí. Cùng Kỳ phẫn nộ quát. Ngươi biết cái cầu, ngươi có biết ta hoàn toàn khôi phục ý vị như thế nào không? Ý vị như thế nào? Dương Diệp vội hỏi. Mang ý nghĩa lão tử có thể thi triển thần thông thuật của mình. Cùng Kỳ cả giận nói. Mỗi một yêu thú cường đại, đều có thần thông thuật của mình, ngươi biết thần thông thuật của lão tử là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Thật đúng là không biết, nói nghe một chút, nhìn xem lợi hại không. Thú biến. Cùng Kỳ cả giận nói. Thần thông thuật của lão tử là thú biến. Sau khi thú biến, hình thể lão tử tăng lớn không chỉ gấp 10 lần, trừ cái đó ra, phòng ngự cùng tốc độ của ta cũng tăng lên trên diện rộng. Khi đó dùng thực lực của lão tử, chí cảnh, lão tử một chảo có thể chụp chết mấy cái. Ngoại trừ thú biến, lão tử còn có một thần thông thuật. Cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Cùng Kỳ hừ lạnh một tiếng. Không nói cho ngươi, đây là át chủ bài của lão tử, phải giữ lại, miễn cho về sau nếu ngươi cùng ta náo tách ra, lão tử ngay cả át chủ bài cũng không có, phải đề phòng ngươi một chút. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Cùng Kỳ, lời này của ngươi làm tim ta tổn thương. Ngươi nhìn, hai chúng ta từ trước kia đến bây giờ,
làm sao cũng coi là cùng chung hoạn nạn. Thôi đi, Cùng Kỳ lắc lắc móng vuốt. Tiểu tử ngươi rất vô sỉ, không chừng ngày nào ta sẽ bị ngươi bán đi, cho nên phải đề phòng ngươi. Dương Diệp, lúc này Cùng Kỳ lại nói. Ngươi đến tìm ta, không phải là vì tới tìm ta nói chuyện trời đất chứ, nói chính sự đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ngươi hẳn cũng biết, thế tử chi tranh lập tức liền muốn bắt đầu. Cho nên đến lúc đó khả năng cần ngươi hỗ trợ. Cùng Kỳ trầm mặc một cái chớp mơ lắt, sau đó nói. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một chút, mặc dù thế giới này kém những cường giả ở đại thiên vũ trụ, nhưng những cường giả nơi này cũng không yếu, xem như ta ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không dám khinh thường cường giả nơi này. Tỷ như ban đầu ở Vũ Gia Vũ Mục, người kia, xem như ở đại thiên vũ trụ cũng tuyệt đối là một nhân vật không tầm thường. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ta biết, thực lực của ta bây giờ còn có chút yếu. Tăng thêm cô tiện nghi cùng đám người sau lưng nàng đối với ta cũng không có hảo ý, cho nên lão huynh, hiện tại tình cảnh của ta có chút nguy hiểm. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Liên quan ta cái rắm. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Cùng Kỳ lại nói. Tiểu tử ngươi thực lực không mạnh, nhưng bản sự gây tai họa ngược lại rất lớn. Đầu tiên nói trước, đến lúc đó gây họa quá lớn, lão tử sẽ chạy. Dương Diệp cười khổ nói. Lão huynh, ta chỉ có ngươi là chỗ dựa, nếu ngươi chạy, ta sẽ bị người đánh chết. Cùng Kỳ tức giận nói. Đừng giả bộ đáng thương, mạng ngươi rất dai, ta chết ngươi cũng sẽ không chết. Dương Diệp. Chấm. Cùng Kỳ quơ quơ móng vuốt. Nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác sắp xui xẻo, tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Dương Diệp đen mặt, bất quá ngẫm lại cũng phải, sau khi Cùng Kỳ đi theo hắn. Xác thực nhiều lần kém chút bị hắn hố chết. Nghĩ đến cái này, trong lòng Dương Diệp có chút áy náy, sau đó nói. Cùng Kỳ lão huynh, thật có lỗi, đi theo ta, xác thực. Cùng Kỳ đột nhiên nói. Đừng kéo tình cảm, cút nhanh lên, nếu không ta có thể động thủ. Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến sắc, sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, về tới trong hiện thực. Vừa trở lại trong hiện thực. Dương Huyên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nào? Dương Diệp nói. Dương Huyên trầm giọng nói. Đám người Dương Yên biết thân phận của ngươi. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Hắn làm sao biết được? Dương Huyên lắc đầu. Ta cũng không biết. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Biết liền biết. Dương Huyên do dự một chút, sau đó nói. Còn có sự tình. Chuyện gì? Dương Diệp nói. Dương Huyên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ta nói, ngươi phải tỉnh táo, rõ ràng chưa? Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Lúc này Dương Huyên lại nói. Dương Yên treo linh hồn của Tiểu Thiên ở ngoài Thiên Cơ Thành, nói nếu ngươi không xuất hiện, hắn lăng trì linh hồn của Tiểu Thiên, thẳng đến nàng hồn phi phách tán mới thôi. Dương Diệp nhìn Dương Huyên hồi lâu, sau đó quay người rời đi. Đúng lúc này. Dương Huyên đột nhiên ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi đừng xúc động, bọn hắn đây là cố ý dẫn ngươi đi, ở ngoài Thiên Cơ Thành, quả quyết mai phục rất nhiều cường giả, nếu ngươi đi, tất nhiên sẽ bị tuyệt sát, cho nên dùng đại cục làm trọng. Nói xong, tay phải nàng vung lên, lập tức năm tên cường giả trí cảnh xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp. Dương Diệp đi đến trước mặt Dương Huyên. Tránh ra. Dương Huyên nhìn Dương Diệp. Không tránh. Oanh. Một cỗ ý cảnh cường đại đột nhiên từ trong thân thể Dương Diệp bao phủ ra, ý cảnh cường đại trực tiếp chấn Dương Huyên liên tục lùi lại, bất quá sau một khắc, Dương Huyên đấm ra một quyền, ý cảnh của Dương Diệp bị nàng đánh tan. Mà lúc này, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt Dương Huyên. Nhất kiếm luân hồi. Dương Huyên nheo mắt, không dám khinh thường, huyền khí trong thân thể vận chuyển, hai tay tương hợp, kết một thủ ấn kỳ dị, sau đó bỗng nhiên chấn động ra. Oanh! Một đạo gợn sóng vô hình như sóng nước từ không gian trước mặt nàng chấn động ra, rất nhanh, hai đạo năng lượng cường đại ở trên không trung hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một âm thanh nổ vang đột nhiên ở trong Phụng Tiên Các vang vọng lên, năng lượng cường đại trực tiếp chấn cả phòng tu luyện sụp đổ, ngay sau đó, toàn bộ Phụng Tiên Các bắt đầu đất rung núi chuyển, tựa như động đất. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang vọng, sau đó một đạo kiếm quang từ phía dưới lòng đất phóng lên tận trời. Bất quá thoáng qua, một đạo hồng mang theo sát tới,
ngăn cản ở trước đạo kiếm quang kia. Kiếm quang cùng hồng mang tán đi, Dương Diệp cùng Dương Huyên xuất hiện ở trên không trung. Dương Huyên lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Ngươi có biết thực lực của Dương Hư hay không? Thực lực của hắn, còn trên hai vị nguyên soái cổ tu cùng thiên hồ, trừ cái này ra, dưới tay hắn còn có chí ít 20 tên cường giả chí cảnh trở lên. Ngươi đi, sẽ chỉ là đi chịu chết. Nơi xa, hai mắt Dương Diệp khép hờ. Dương Huyên, ngươi không giúp đỡ, ta không bắt buộc, dù sao ngươi không nợ ta cái gì. Nhưng nếu ngươi muốn ngăn cản ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên mở mắt ra. Ngươi có tin ta bẻ đầu ngươi xuống hay không? Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta là cô của ngươi. Ngươi coi ta là chất nhi của ngươi sao? Dương Diệp hỏi lại. Dương Huyên đang muốn nói cái gì, lúc này Dương Diệp lắc đầu. Ta không muốn nói nhảm với ngươi, nói lần cuối cùng, đừng cản ta. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng giẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở chân trời. Sau khi Dương Diệp đi, cổ tu cùng thiên hồ xuất hiện ở giữa sân. Lần này, sự tình có thể mất khống chế hay không? Thiên hồ nói. Cổ tu lạnh nhạt nói. Cái kia không phải vừa vặn sao? Chủ thượng muốn là mất khống chế, hắn muốn Dương Diệp đảo loạn, muốn là những thiếu gia Dương gia kia chết hết. Nếu như không phải vì mất khống chế, chúng ta cần gì phải cố ý lộ ra thân phận của hắn? Thiên hồ lắc đầu. Gia hỏa này không phải người hiền lành. Ta sợ đến lúc đó hắn làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Hắn còn không có năng lực kia. Cổ tu nói. Thực lực của chủ thượng viễn siêu hắn, thiên phú càng vượt xa hắn, hắn lại yêu nghiệt, cũng sẽ không yêu nghiệt hơn chủ thượng. Không phải sao? Thiên hồ nhẹ gật đầu, sau đó nói. Đáng tiếc chủ thượng là. Nói đến đây, nàng lắc đầu, không có nói tiếp. Cổ tu lắc đầu. Đi thôi, đi xem một chút. Nhìn xem chiến lực chân thực của vị thiếu gia này a. Nói xong, thân hình hắn run lên, tiêu thất ở nơi xa. Lúc này, thiên hồ đột nhiên nhìn về phía Dương Huyên trầm mặc. Phượng thống lĩnh, ta nghe nói, trước kia ngươi cùng ca ca ngươi tình cảm rất tốt. Dương Huyên nhìn thoáng qua thiên hồ, lạnh nhạt nói. Nếu như chất nhi của ta thiên phú và tiềm lực mạnh hơn chủ thượng, ta tự nhiên sẽ lựa chọn hắn, đáng tiếc, hắn không có. Ở Dương gia. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, không phải sao? Thiên hồ nhẹ gật đầu. Phượng thống lĩnh rõ lý lẽ. Nói xong, thân hình nàng run lên, tiêu thất ở chân trời. Dương Huyên tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó thân hình cũng run lên tiêu thất ngay tại chỗ. Chấm. Ngoài thiên cơ thành. Ở chính giữa cửa thành, một nữ tử bị dây thừng màu đen treo ở nơi đó, thân thể nữ tử có chút hư ảo, hai mắt nàng nhắm nghiền, đầu buông xuống. Phảng phất như chìm vào giấc ngủ. Nữ tử này, chính là Tiểu Thiên. Mà ở vị trí cửa thành, ngồi xếp bằng một nam tử cẩm bào nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Nam tử cẩm bào này chính là Dương gia nhị thiếu gia Dương Yên. Có lẽ biết có đại sự phát sinh, bởi vậy thời khắc này bốn phía thiên cơ thành, ẩn giấu rất khí tức cường đại. Đúng lúc này, Dương Yên đột nhiên mở mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một đạo kiếm quang xẹt qua, kiếm quang rơi xuống đất, Dương Diệp xuất hiện ở cách đó không xa. Sau khi Dương Diệp xuất hiện, Tiểu Thiên đột nhiên mở mắt, nàng nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này, Dương Diệp cũng nhìn về phía nàng. Hai người nhìn nhau, quá một hơi, Tiểu Thiên đột nhiên lộ ra nụ cười tái nhợt. Đi mau, được không? Khóe miệng Dương Diệp kéo ra một nụ cười. Ngươi biết một nam nhân chuyện thống khổ nhất là cái gì không? Là thời điểm bằng hữu cùng nữ nhân của hắn cần hắn trợ giúp nhất, hắn lại không có năng lực. Lúc trước nhìn người bị bắt, chính là thời điểm ta thống khổ nhất. Tiểu Thiên lắc đầu. Đồ đần, người có biết hay không, bọn hắn là cố ý dẫn người tới, nếu ngươi không đi, sẽ chết. Đi mau. Đúng lúc này, một cây trường tiên đột nhiên rơi vào trên người nàng. Xùy. Trên thân thể Tiểu Thiên, lập tức xuất hiện một đạo hỏa hoa. Cùng lúc đó, Tiểu Thiên biểu lộ cực kỳ đau khổ. Đả hồn tiên. Phía dưới, Dương Yên đứng lên, hắn lắc lắc roi trong tay, nhìn về phía Dương Diệp. Chuyên đánh hồn phách, đánh vào hồn phách là tổn thương chân thực, thống khổ đến từ sâu trong linh hồn, ngươi cảm thụ qua chưa? Nếu như không có, đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi cảm thụ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quỷ dị tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi.
Kiếm quang xuất hiện, kiếm quang đến, nhưng... Oanh! Theo một tiếng nổ vang, kiếm quang ầm vang tiêu tán, sau đó Dương Diệp bị chấn đến hơn 2.000 trượng. Lúc này, một lão giả áo bào đen xuất hiện ở trước mặt Dương Yên. Lão giả này chính là Dương Hư. Cùng lúc đó, ở sau lưng Dương Hư cùng Dương Yên, còn có 10 lão giả. Toàn bộ đều là cường giả trí cảnh. Dương Hư lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. Bởi vì mệnh của Không Nhi cùng Đan Thanh nha đầu, một mình ngươi là còn chưa đủ. Nghe nói ngươi ở thế giới xa xôi kia còn có thê nữ, ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân đi chộp các nàng tới, sau đó để các nàng ở trước mặt ngươi nhận hết tra tấn trên thế gian lại chết. Chuyên đánh hồn phách, đánh vào hồn phách là tổn thương chân thực, thống khổ đến từ sâu trong linh hồn, ngươi cảm thụ qua chưa? Nếu như không có, đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi cảm thụ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quỷ dị tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi. Kiếm quang xuất hiện, kiếm quang đến, nhưng... Oanh! Theo một tiếng nổ vang, kiếm quang ầm vang tiêu tán, sau đó Dương Diệp bị chấn đến hơn 2.000 trượng. Lúc này, một lão giả áo bào đen xuất hiện ở trước mặt Dương Yên. Lão giả này chính là Dương Hư. Cùng lúc đó, ở sau lưng Dương Hư cùng Dương Yên, còn có 10 lão giả. Toàn bộ đều là cường giả trí cảnh. Dương Hư lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. Bởi vì mệnh của Không Nhi cùng Đan Thanh nha đầu, một mình ngươi là còn chưa đủ. Nghe nói ngươi ở thế giới xa xôi kia còn có thê nữ, ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân đi chộp các nàng tới, sau đó để các nàng ở trước mặt ngươi nhận hết tra tấn trên thế gian lại chết. Nói đến đây, hắn đột nhiên chỉ Tiểu Thiên trên tường thành. Từ nàng bắt đầu, nghe Dương Hư nói, khóe miệng Dương Yên lập tức nổi lên vẻ cười lạnh, sau đó tay hắn khẽ động, đả hồn tiên lần nữa rơi vào trên người Tiểu Thiên. Xuy, trên người Tiểu Thiên lập tức nhấp nhoáng từng ánh lửa, mặc dù Tiểu Thiên cực kỳ thống khổ, nhưng nàng không có hô một tiếng. Nơi xa, thần sắc của Dương Diệp trong nháy mắt dữ tợn lên, hắn không nói ngoan thoại gì. Vào lúc này nói ngoan thoại một chút ý nghĩa cũng không có, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Hư, sau đó rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật. 12 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Sở dĩ có thể thi triển 12 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, là bởi vì giờ phút này hắn thúc giục yêu thần chi lực. Mặc dù đến luân hồi cảnh, yêu thần chi lực hiệu quả nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn hữu dụng. Khóe miệng Dương Hư nổi lên vẻ mỉa mai, tay phải chỉ ra, sau đó điểm về phía trước một chỉ. Vạch, oanh, giữa sân bỗng dưng vang lên âm thanh nổ vang, cùng lúc đó, một đạo khí lãng kinh khủng từ trước mặt Dương Hư khuếch tán đầy trời, mà lúc này, tay trái của Dương Hư đè ép về phía trước, khí lãng lập tức đánh về phía Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, sau một khắc, trường kiếm vào vỏ, sau đó lại rút ra. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí từ trên chém xuống. Oanh! Sóng khí bị một kiếm này chạm vỡ nát, nhưng Dương Diệp cũng bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Vừa dừng lại, một tia tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra, không đến hai hơi, trước ngực hắn liền bị tiên huyết nhuộm đỏ. Nơi xa, khóe miệng Dương Hư nổi lên vẻ cười lạnh. Muốn vượt cấp khiêu chiến lão phu, thật sự là người si nói mộng. Năm đó lão phu ở luân hồi cảnh, đồng dạng có thể vượt giai chạm trí cảnh. Mà giờ đây lão phu đã là trí cảnh, luân hồi cảnh giết ta. Toàn bộ hệ ngân hà trung thiên vũ trụ, không cao hơn 30, nhưng trong 30 người này, tuyệt đối không bao gồm ngươi. Nói xong, hắn bước ra một bước, sau một khắc, hắn lần nữa cách không điểm về phía Dương Diệp. Vạch, không gian trước mặt hắn đột nhiên run lên kịch liệt, sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên từ không gian trước mặt Dương Diệp bao phủ ra. Đồng tử Dương Diệp hơi co lại. Huyền khí trong thân thể điên cuồng phun trào, cùng lúc đó, sát lục kiếm ý không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau một khắc, hai tay Dương Diệp nắm kiếm bổ một phát. Oanh! Cỗ lực lượng trước mặt Dương Diệp bỗng nhiên nổ tung, trong đó bộc phát ra năng lượng cường đại lần nữa chấn Dương Diệp lùi lại, cái lui này, trọn vẹn hơn 3.000 trượng. Nơi xa, khóe miệng Dương Hư nổi lên vẻ mỉa mai. Biết yếu bao nhiêu chưa? Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mà lúc này, tay Dương Yên đột nhiên khẽ động, trường tiên trong tay hắn trực tiếp rơi vào trên người Tiểu Thiên. Xuy! Trên người Tiểu Thiên,
hỏa hoa văng khắp nơi. Nhưng Dương Yên không dừng tay, roi vung nhanh, trong chốc lát, trên người Tiểu Thiên lập tức vang lên từng âm thanh đôm đốp. Có phải rất tuyệt vọng hay không? Dương Yên nhe răng cười, tay tiếp tục huy động. Trên tường thành, Tiểu Thiên mở to mắt nhìn về phía Dương Diệp. Đi, được không? Ta không muốn ngươi thấy bộ dáng của ta hiện tại. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên, cứ như vậy nhìn xem, thời gian dần trôi qua, một chất lỏng đột nhiên từ trong hốc mắt hắn tràn ra ngoài. Huyết hồng sắc. Nơi xa, Dương Hư cười lạnh, mà roi trong tay Dương Yên thì không ngừng vung vẩy. Mà ở dưới Dương Yên ra sức, thân thể Tiểu Thiên càng ngày càng hư ảo, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Tuyệt vọng không? Dương Yên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại tìm tới ta, ngươi. Nói đến đây, hai mắt hắn đột nhiên híp lại, Dương Hư ở bên cạnh hắn lông mày cũng nhíu lại. Nơi xa, thân thể Dương Diệp đột nhiên dần dần đỏ lên, đầu tiên là con mắt, hai con mắt hắn biến thành hai huyết cầu, trong hốc mắt, tựa như huyết hải, ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu biến thành huyết hồng sắc, đến cuối cùng, tóc hắn cũng thay đổi thành huyết hồng. Oanh! Một cỗ ý cảnh đột nhiên từ trong thân thể hắn bừng lên. Sát lục kiếm ý. Song khi ý cảnh này xuất hiện, kiếm ý trong sát lục kiếm ý đột nhiên bị sát ý cưỡng ép chấn áp trở về trong thân thể Dương Diệp, thời điểm kiếm ý tiêu thất. Oanh! Một cỗ huyết mang đột nhiên từ trong thân thể Dương Diệp phóng lên trời, chỉ trong nháy mắt, trên không thiên cơ thành biến thành hưu kiết hồng, giống như một tấm màn đỏ to lớn. Cùng lúc đó, sát ý của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Rốt cục đến một đỉnh phong. Oanh! Một cỗ sát ý từ trong cơ thân thể Dương Diệp phóng lên trời, sát ý trong nháy mắt bao phủ cả thiên cơ thành. Không chỉ như thế, khí tức sát ý vẫn càng ngày càng mạnh, ở dưới sát ý, chân trời dần dần từ huyết hồng biến thành đỏ sậm. Oanh! Trong thân thể Dương Diệp lần nữa tuôn ra một cỗ sát ý kinh khủng, sau khi cỗ sát ý này xuất hiện, mấy cường giả trí cảnh ở sau lưng Dương Hư con mắt à bắt đầu biến đỏ. Trí cảnh! Sát ý đạt đến cực hạn, là chí. Toàn bộ Dương gia chấn động. Trong chốc lát, từng đạo khí tức chạy về phía thiên cơ thành. Trong bóng tối, ba người cổ tu nhìn thấy sát ý của Dương Diệp đạt đến chí cảnh, thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên, ba người cũng không nghĩ tới sát ý của Dương Diệp sẽ tăng lên tới chí cảnh. Ý cảnh quy nguyên cảnh đối với bọn hắn không có uy hiếp quá lớn, nhưng ý cảnh chí cảnh đối với bọn hắn uy hiếp liền có chút lớn. Đặc biệt là loại ý cảnh không có trình độ kia, mà lúc này sát ý của Dương Diệp, chính là không có trình độ. Bởi vì hắn không phải dựa vào ngoại vật cưỡng ép tăng lên ý cảnh, mà dựa vào sát niệm của mình tăng lên. Sát ý đạt đến chí cảnh, có thể nghĩ, lúc này sát ý trong lòng Dương Diệp đạt đến loại trình độ nào. Mặc kệ là Dương Huyên, hay cổ tu cùng Thiên Hồ, lúc này thần sắc ba người đều vô cùng ngưng trọng, bất quá ở trong con ngươi của Dương Huyên, còn có một tia dị dạng. Mà ở một bên khác, một nam tử áo xám khóe miệng nổi lên nụ cười quỷ dị. Sát ý chí cảnh, đường đệ này của ta không tầm thường a, có chút ý tứ. Lúc này, một lão giả áo bào đen ở phía sau hắn nói. Đại thiếu gia cảm thấy Dương Diệp này như thế nào? Nam tử áo xám trước mắt, chính là Dương gia đại thiếu gia, Dương Giản. Dương Giản nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Thực lực không tệ, nhưng quá mức xúc động. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Bất quá, có lẽ hắn có át chủ bài gì, tạm thời xem trước một chút đi. Lão giả áo bào đen nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua nơi xa. Mấy vị thiếu gia kia cũng tới. Dương Giản nhìn thoáng qua nơi xa. Sát ý chí cảnh, ha ha, đừng nói bọn hắn, chỉ sợ những lão ngoan cố trong trường lão đoàn cũng đã xuất động. Nơi xa, nhìn thấy sát ý của Dương Diệp đạt đến chí cảnh. Thần sắc của Dương Hư cùng Dương Yên lập tức trầm xuống. Chí cảnh. Bọn hắn không nghĩ tới ý cảnh của Dương Diệp vậy mà đạt đến chí cảnh, hơn nữa còn là sát ý. Có thể nói, ở trong tất cả ý cảnh, sát ý xem như khó tăng lên nhất, bởi vì ngươi phải giết đủ nhiều người, không chỉ giết đủ nhiều người, còn phải sát tâm đủ mạnh, mạnh đến cực hạn. Giết người không đáng sợ là sát tâm đạt đến cực hạn, loại người này, vạn người không được một a. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Hư đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sát ý chí cảnh, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, bất quá, sát ý chí cảnh lại như thế nào? Vẫn như cũ là sâu kiến. Thanh âm rơi xuống, hắn muốn ra tay,
nhưng đúng lúc này, xa xa Dương Diệp chậm rãi đi về phía hắn, mỗi đi một bước, trước mắt Dương Diệp đều sẽ xuất hiện một dấu chân huyết hồng sắc. Ta sẽ để cho mạch ngươi chết hết toàn bộ. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp xùy một tiếng, hóa thành một đạo huyết mang tiêu thất ngay tại chỗ, sau một khắc, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Dương Hư, ngay sau đó, một đạo kiếm khí huyết sắc từ trên chém xuống. Hai mắt Dương Hư nhíu lại, đưa tay đánh ra một chưởng. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, một đạo huyết mang cùng một đạo khí lãng bỗng nhiên từ giữa hai người khuếch tán, bất quá lần này huyết mang trong nháy mắt liền nuốt chửng lấy sóng khí, thoáng qua, huyết mang trực tiếp đánh vào trên người Dương Hư. Oanh! Dương Hư bị đẩy lui mấy trăm trượng, Dương Diệp cũng không có đi truy kích Dương Hư, mà kiếm thế xoay chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới Dương Yên. Nhìn thấy một màn này, Dương Yên nheo mắt, lập tức nắm đả hồn tiên quét tới Dương Diệp. Oanh! Đả hồn tiên trong tay Dương Yên ầm vang vỡ vụn, bản nhân Dương Diệp càng bị Dương Diệp chấn đến ngoài ngàn trượng. Dương Diệp cũng không có đuổi bắt Dương Yên, chân phải hắn bỗng nhiên dẫm hư không một cái, cong người vọt về phía Tiểu Thiên. Trước cứu Tiểu Thiên, nhưng hắn còn chưa tới trước mặt Tiểu Thiên, Dương Hư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tay phải hắn nắm chắc thành quyền, quyền ra, không gian trước mặt hắn móp méo, sau đó bỗng nhiên bạo tạc đầy trời. Oanh! Không gian nổ tung sinh ra lực lượng cường đại đánh nát kiếm khí của Dương Diệp luồng màu đỏ ngòm kia, nhưng trong kiếm khí ẩn chứa lực lượng cường đại chấn Dương Hư lui mấy trăm trượng, bất quá Dương Diệp cũng bị chấn lui hơn mấy trăm trượng. Nơi xa, hai mắt Dương Hư nhíu lại, thần sắc băng lãnh như xương, hắn không nghĩ tới, sau khi ý cảnh của Dương Diệp đạt đến chí cảnh, thực lực vậy mà mạnh như thế, có thể chống đỡ hắn. Thực lực của Dương Diệp không mạnh bằng hắn. Những Dương Diệp lại có thể dựa vào sát ý chống lại hắn. Nhưng sát ý cũng là thực lực một loại của Dương Diệp. Nơi xa, Dương Diệp tay cầm trường kiếm mà đứng, phải nói là huyết kiếm, bởi vì giờ khắc này kiếm trong tay hắn ở dưới sát ý ăn mòn đã biến thành huyết sắc. Không chỉ như thế, ở quanh người hắn, không ngừng tản ra hồng mang cùng khí tức máu tanh. Dương Hư nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên tay phải hắn vung lên. Giết hắn! Thanh âm hắn rơi xuống. 10 tên cường giả trí cảnh ở một bên lập tức vọt về phía Dương Diệp, mà bản thân hắn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh bắn mạnh tới Dương Diệp. 11 tên cường giả trí cảnh. Mà một bên, Dương Yên thì cười gần một tiếng. Dương Diệp, ngươi nhìn kỹ, hiện tại ta liền giết thiên đạo chi chủ này. Thanh âm rơi xuống, hắn thả người nhảy lên, vọt về phía Tiểu Thiên. Nơi xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp lập tức dữ tợn lên. Hắn muốn thi triển ám chi pháp tắc, nhưng lúc này, 11 đạo khí tức cường giả trí cảnh kinh khủng tầng tầng lớp lớp phong tỏa ngăn cản hắn, ở dưới 11 tên cường giả trí cảnh áp bách, không gian xung quanh Dương Diệp bị ép giống như miếng bánh. Mà lúc này, Dương Yên đã đi tới trước mặt Tiểu Thiên, một chưởng đánh về phía linh hồn của Tiểu Thiên. Nếu như Tiểu Thiên trúng một chưởng này, không hề nghi ngờ, Tiểu Thiên sẽ hồn phi phách tán. Nơi xa, Dương Diệp muốn rách cả mí mắt, đúng lúc này. Một đạo đao quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Yên. Oanh! Dương Yên vốn đã đến trước mặt Tiểu Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị đao quang oanh đến hơn trăm trượng. Lúc này, một nam tử tay cầm trường đao xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên. Lục Ly Ca! Người tới chính là Lục Ly Ca. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức buông lỏng, sau một khắc, tay phải hắn vung lên, hai huyết khôi xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm ầm! Sau khi hai huyết khôi xuất hiện, hai đạo khí tức cực kỳ mạnh cùng sát ý kinh khủng bộc phát ra, khí tức của huyết khôi cùng sát ý của hắn trùng kích, 11 tên cường giả trí cảnh bị chấn bay, cùng lúc đó, không gian chung quanh rạn nứt. Mấy người Dương Hư cũng bị ba cỗ khí tức kia chấn đến hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp cũng không có dừng lại, thân hình lóe lên, phóng về phía Tiểu Thiên, nhưng lúc này, Dương Hư đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, đánh ra một chưởng. Hai huyết khôi thì bị 10 tên cường giả trí cảnh kiềm chế. Cẩn thận! Một bên, Lục Ly Ca vội vàng nói. Dương Diệp đột nhiên ngưng lại, sau đó quay người rút kiếm chém một phát. Kiếm ra, Dương Hư bị đẩy lui đến trăm trượng, Dương Diệp cũng bị lực lượng của Dương Hư chấn hơn trăm trượng. Nhưng sau một khắc, hắn lại lần nữa vọt về phía Dương Diệp, cùng lúc đó, thanh âm của hắn vang lên. Ra tay, trước giết nữ nhân kia. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, lúc này, mấy đạo khí tức đột nhiên từ trong thành vọt ra,
mục tiêu của mấy đạo khí tức này, chính là Tiểu Thiên. Đúng lúc này, huyền khí trong thân thể Dương Diệp điên cuồng tràn vào sát na ngoa, thoáng qua, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm Dương Diệp tiêu thất, sắc mặt Dương Hư lập tức đại biến. Yên Nhi cẩn thận. Nơi xa, sắc mặt Dương Yên cũng kịch biến, nhưng đã muộn. Bởi vì Dương Diệp xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó ở dưới tình huống hắn còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đặt trên yết hầu. Nhìn thấy một màn này, đám người Dương Hư nhất thời đứng yên tại chỗ. Mà lúc này, Dương Diệp mang theo Dương Yên đi tới trước mặt Tiểu Thiên, hai huyết khôi cùng Lục Ly Ca thì đi theo hai bên hắn. Nơi xa, Dương Hư gắt gao nhìn Dương Diệp. Thả hắn ra. Lần nháo kịch này, có thể kết thúc rồi. Lúc này, một lão giả áo gai đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, ở trước ngực lão giả áo gai, thêu một chữ, giới, nho nhỏ. Người tới, chính là trưởng lão giới luật điện. Kết thúc. Dương Diệp cười gằn, sau đó nói. Không, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thanh âm rơi xuống, tay của Dương Diệp bắt đầu chậm rãi dùng sức. Xuy. Kiếm lập tức chui vào yết hầu của Dương Yên, tiên huyết bắn ra, Dương Diệp thì tiếp tục chậm rãi cắt. Làm càn. Nơi xa, Dương Hư gầm thét, nói xong, cả người hắn đã tiêu thất tại nguyên chỗ, bất quá rất nhanh, một huyết khôi vọt về phía hắn. Bành! Cả người Dương Hư bị chấn đến hơn mấy trăm trượng, bất quá huyết khôi cũng bị đẩy lui. Lúc này, kiếm của Dương Diệp đã triệt để chui vào trong cổ họng Dương Yên. Bất quá Dương Diệp không có tiếp tục động kiếm, bởi vậy Dương Yên còn sống. Bên người Dương Diệp, Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn xem như đã nhìn ra, Dương Diệp là không có ý định dừng tay. Có tính tình. Chỗ tối, khóe miệng Dương giản nổi lên nụ cười. Là cái hán tử, bất quá có chút không sáng suốt. Thiếu gia cảm thấy hắn đối với người có uy hiếp không? Sau lưng Dương giản, lão giả áo xám kêu hỏi. Dương giản cười nhẹ. Hắn không muốn làm thế tử. Vì cái gì? Lão giả áo xám lại hỏi. Dương giản cười nói. Xê nếu như hắn muốn làm thế tử, sẽ không làm như vậy. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp, trong đôi mắt có vẻ dị dạng. Xác thực có tính tình, bất quá giới luật điện cùng Dương Hư cũng không phải dễ đối phó như vậy. Có tính cách. Một bên khác, khóe miệng Cổ Tu nổi lên nụ cười. Như trên tư liệu biểu hiện, quả nhiên là một gia hỏa không để ý hậu quả. Cái này chính hợp ý chúng ta. Không phải sao? Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Đương nhiên. Khóe miệng Cổ Tu cười thật lâu chưa tán. Bên cạnh hai người, Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có gì. Đáng chết. Trên tường thành, một nam tử nổi giận mắng. Nguyên lai huyết khôi ở trong tay hắn. Nói chuyện chính là Dương gia thất thiếu gia Dương Hình. Giờ phút này, Dương Hình gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt sát ý giống như thực chất. Bất quá hắn không có động thủ. Hiện tại với hắn mà nói, tọa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Nơi xa, nhìn thấy Dương Diệp cắt yết hầu Dương Yên, sắc mặt trưởng lão giới luật điện lập tức trầm xuống, sau đó nói. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Làm cái gì? Dương Diệp cười gằn nói. Ta đương nhiên biết đang làm cái gì. Nói xong, tay hắn hơi động một chút, yết hầu của Dương Yên lần nữa kích xạ ra tiên huyết, bất quá hắn vẫn không có chết. Dù sao cũng là cường giả luân hồi cảnh, chỉ cần Dương Diệp không phá hủy sinh cơ trong cơ thể hắn hoặc cắt đầu, hắn sẽ không chết. Hai mắt trưởng lão giới luật điện nhíu lại. Thế tử chi tranh chưa bắt đầu, tử đệ Dương gia không thể nội đấu, cái quy củ này, chẳng lẽ ngươi không biết? Hay là nói, ngươi không để giới luật điện ta vào mắt? Giới luật điện. Dương Diệp cười gằn, sau một khắc, hắn rút trường kiếm ra, sau đó bỗng nhiên từ đỉnh đầu Dương Yên đâm xuống. Xuy, một cột máu lập tức vọt ra. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt trưởng lão giới luật điện kia lập tức lạnh như băng xuống, Dương Hư thì thân hình khẽ động vọt về phía Dương Diệp, nhưng rất nhanh, hắn ngừng lại. Bởi vì Dương Diệp trực tiếp rút hồn phách của Dương Yên ra. Giờ phút này, trong mắt Dương Yên tràn đầy vẻ hoảng sợ, hiện tại hắn là linh hồn thể, chỉ cần Dương Diệp tâm niệm khẽ động, hắn liền hồn phi phách tán. Tay trái Dương Diệp nắm vuốt hồn phách của Dương Yên. Sau đó nhìn về phía trưởng lão giới luật điện. Giới luật điện, ngươi là nói đùa với ta sao? Thời điểm Dương Yên ra tay với bằng hữu của ta, giới luật điện ngươi đang làm cái gì? Vừa rồi lão tử kém chút bị ông cháu bọn hắn giết,
giới luật điện ngươi đang làm cái gì? Hiện tại lão tử giết bọn hắn, giới luật điện ngươi liền chạy ra, lão bất tử, có phải ngươi biết ta không có hậu trường, cho nên cảm thấy ta dễ khi dễ hay không? Bị Dương Diệp ở ngay trước mặt nhục mạ, sắc mặt của trưởng lão giới luật điện vô cùng khó coi, muốn ra tay, nhưng lúc này Dương Hư lại ngăn cản hắn. Dương Lâm huynh, cháu của ta còn ở trên tay hắn. Trưởng lão tên là Dương Lâm gắt gao nhìn thoáng qua Dương Diệp. Tha cho linh hồn của hắn, bằng không thì ta bảo lãnh, người nhất định sẽ chết rất thảm. Trường kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên trực chỉ Dương Lâm. Lão bất tử, đơn đấu, sinh tử do trời định, có dám hay không? Soạt, giữa sân một mảnh xôn xao. Giờ phút này, ở trên tường thành đã tụ tập rất nhiều thị vệ Dương gia. Dù sao ngoài thành phát sinh chuyện như vậy, tăng thêm trước đó sát ý của Dương Diệp tăng lên, làm ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Dương gia đều đã bị kinh động. Nhìn thấy Dương Diệp dám rút kiếm đơn đấu giới luật điện đại trưởng lão, những thị vệ kia đã hoàn toàn bị chấn kinh. Không chỉ những thị vệ kia, những Dương gia thiếu gia âm thầm ẩn núp, còn có một số người núp trong bóng tối cũng bị Dương Diệp dọa sợ. Đơn đấu trưởng lão giới luật điện. Giới luật điện ở Dương gia địa vị có chút siêu nhiên. Dù sao bọn hắn trưởng quản hình phạt của Dương gia, ngoại trừ số ít người ra, đều phải bị giới luật điện quản thúc. Cũng chính vì vậy, đừng nói những thiếu gia còn không có quyền lợi gì của Dương gia, dù là những người trưởng quản đại quyền kia cũng sẽ cho giới luật điện mặt mũi. Mà bây giờ, có người dám công nhiên khiêu khích giới luật điện. Mà khiêu khích, vẫn chỉ là một Dương gia thiếu gia không biết tên. Bên người Dương Diệp, yết hầu Lục Ly Ca lăn lăn, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói khẽ. Ta cảm giác mình gây ra đại sự. Trong hư không thiên cơ thành. Trong mảnh hư không này, có hai lão giả trường bào màu trắng, hai người song song cùng một chỗ, ánh mắt nhìn chính là Dương Diệp. Dương cổ, không ngăn cản sao? Lão giả bên trái lạnh nhạt nói. Ngăn cản. Lão giả tên là Dương cổ cười khẽ một tiếng. Tại sao phải ngăn cản? Tính tình của tiểu tử này, rất tốt, cực kỳ tốt, ha ha. Ngươi không sợ hắn không thu tàn cục được? Lão giả bên trái hỏi. Dương cổ lạnh nhạt nói. Thu tàn cục, coi như bản sự của hắn, không thu được, là hắn đáng đời. Lão giả bên trái kia nhẹ gật đầu. Minh bạch. Hiển nhiên, đây là muốn Dương Diệp cùng giới luật điện đơn đấu. Đối diện Dương Diệp, Dương Lâm gắt gao nhìn Dương Diệp, hắn cũng không nghĩ đến Dương Diệp ở trước mặt tất cả mọi người khiêu chiến hắn. Nhận hay không nhận? Đương nhiên phải tiếp. Nếu như hắn không tiếp, về sau hắn còn làm sao ở Dương gia lăn lộn? Còn làm sao đi trấn nhiếp người khác? Không chỉ như thế, nếu không tiếp, trong lòng của hắn tất nhiên sẽ sinh tâm ma, ngay cả một luân hồi cảnh khiêu chiến cũng không dám đối mặt, chính hắn cũng sẽ xem thường mình, dù sao hắn là nuốt không trôi. Trọng yếu nhất là, hắn cần phải đi e ngại một luân hồi cảnh sao? Dương Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sinh tử do trời định. Người xác định. Đương nhiên xác định. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó dẫn theo linh hồn của Dương Yên đi tới trước mặt linh hồn của Tiểu Thiên. Giờ phút này, Tiểu Thiên đã vô cùng suy yếu, thân thể càng hư ảo tiếp cận trong suốt. Dương Diệp hít sâu một hơi, đè lại sát ý cuồng bạo trong lòng, sau đó tay phải hắn vung lên, thu Tiểu Thiên vào trong hồng mông tháp. Sau đó hắn trực tiếp đặt linh hồn Dương Yên lên vách tường. Sau đó dùng dây thừng trước đó trói Tiểu Thiên quấn ở trên cổ linh hồn của Dương Yên. Ngươi lớn mật. Nơi xa, Dương Hư biến sắc, muốn ra tay, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Lão bất tử, ngươi còn lải nhải một câu, hiện tại lão tử liền để hắn hồn phi phách tán. Ngươi. Dương Hư tức đến sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không dám nói ngoan thoại gì. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Dương Diệp không có nói đùa với hắn. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Hư, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca. Cẩn thận một chút. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một huyết khôi canh giữ ở bên người Lục Ly Ca, mà đổi thành một cái thì xuất hiện ở bên người Dương Yên. Chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, huyết khôi có thể trong nháy mắt để Dương Yên hồn phi phách tán. Cũng cẩn thận một chút. Lục Ly Ca nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi về phía Dương Lâm. Nếu như ta không đoán sai, sở dĩ Dương Hư này dám công nhiên dẫn dụ ta tới giết ta, nghĩ đến hắn đã chào hỏi giới luật điện các ngươi. Mà các ngươi lại ngầm cho phép hắn, ta nói đúng không? Hắn không phải ngu xuẩn, hắn cũng là Dương gia thiếu gia,
Ấn đạo lý mà nói, Dương Hư cùng Dương Yên là không thể ở trước khi thế tử chi tranh bắt đầu ra tay với hắn. Nhưng đối phương lại làm như vậy. Rõ ràng, đối phương đạt được giới luật điện ngầm đồng ý. Dương Lâm lạnh nhạt nói. Nói những cái này có ý nghĩa sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xác thực không có ý nghĩa. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi xa, hai mắt Dương Lâm nhíu lại, sau một khắc, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, tiếp lấy tay hắn khẽ động, trường thương bỗng nhiên đâm ra. Thương ra, một điểm hàn quang xuất hiện, thoáng qua, thương mang như lôi điện từ mũi thương đổ xuống, không gian xung quanh ở thời khắc này trực tiếp rạn nứt. Mà đúng lúc này, Dương Diệp nguyên bản vào tới trước mặt Dương Lâm đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, tay hắn nắm trường kiếm bỗng nhiên mãnh liệt bổ. Theo trường kiếm huy động, từng đạo kiếm khí huyết sắc như mưa to từ trong trường kiếm của Dương Diệp bắn ra. Ầm 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 ầm. Trong chốc lát, giữa sân vang lên từng âm thanh nổ vang, không gian mấy ngàn trượng chung quanh ở thời khắc này triệt để rạn nứt, đồng thời khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch đại. Nơi xa, Dương Hư cau mày, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi nói. Cẩn thận, đừng để không gian vỡ vụn. Nói xong, hắn muốn ra tay chữa trị vùng không gian kia. Nhưng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh. Oanh! Theo tiếng kiếm minh vang vọng, mấy ngàn trượng không gian đã rạn nứt ầm vang sụp đổ, hắc động đột nhiên quỷ dị co rút lại, cùng lúc đó, một đạo huyết mang cùng kiếm quang lóe lên. A! Tiếng kêu thảm thiết từ trong lỗ đen truyền đến. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ trong thành truyền đến. Dừng tay! Sau một khắc, một nắm tay từ chân trời thoáng hiện, sau đó đánh vào trong lỗ đen. Oanh! Vùng không gian kia đột nhiên truyền nổ vang, thời gian dần trôi qua, hắc động ở trong ánh mắt của mọi người khôi phục bình thường. Dương Diệp cùng Dương Lâm xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Lúc này, Dương Lâm đang nằm, hai cánh tay của hắn đã không thấy, mà chân Dương Diệp thì dẫm ở trên đầu Dương Lâm. Bất quá trước ngực Dương Diệp lại có một thủ ấn này, chính là cường giả trong thành gây ra. Thủ ấn trước ngực Dương Diệp cực sâu, kém chút đánh xuyên qua toàn bộ thân thể của hắn. Dương Diệp nhìn về nơi xa, cách đó không xa, xuất hiện một lão giả lông mày trắng. Người tới chính là giới luật điện phó điện chủ Dương Vô Duyên. Dương Vô Duyên lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Thả hắn, ta không muốn nói lần thứ hai, rõ ràng chưa? Đúng lúc này, chân phải Dương Diệp đột nhiên dùng sức. Bành! Đầu của Dương Lâm lập tức bạo liệt, tiên huyết văng khắp nơi. Tĩnh! Giữa sân tĩnh giống như chết. Nếu như nói trước đó Dương Diệp là đang gây hấn với giới luật điện, như vậy hiện tại, Dương Diệp là đang đánh mặt giới luật điện, hơn nữa còn là hung hăng đánh. Có ý tử! Nơi nào đó, khóe miệng đại thiếu gia Dương Giản nổi lên nụ cười. Đường đệ này của ta không tầm thường. Vô cùng không tầm thường. Ngu xuẩn. Sau lưng Dương Giản, lão giả áo xám lạnh nhạt nói. Dương Giản lắc đầu. Hắn không hề ngu xuẩn, nếu như hắn có thể ở trong trận tranh phong này thắng lợi, vậy hắn tất nhiên sẽ được trưởng lão điện để ý tới, thậm chí là bồi dưỡng. Bởi vì Mạc Đơ Lù hắn không thích hợp làm gia chủ, nhưng hắn tuyệt đối thích hợp làm đại tướng cho gia tộc. Dương gia ta muốn có nhiều thế giới hơn, liền cần loại người dám đánh dám xông này. Nói đến đây, Hát Xê Án dừng một chút, lại nói. Xưa nay gia tộc sẽ không ký thác toàn bộ hy vọng vào một người, cũng chống đỡ không nổi toàn bộ Dương gia chúng ta. Cho nên trong gia tộc đều sẽ có một cái chủ nội, cũng chính là gia chủ, mà một cái thì là đối ngoại. Lão giả áo xám nhìn về phía Dương Diệp. Minh bạch, hắn thích hợp đối ngoại. Dương Giản nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hắn có thể sẽ là nhân tuyển phụ trợ đời thế tử tiếp theo. Vậy đại tiểu thư thì sao? Lão giả áo xám hỏi. Dương Liêm Sương. Hai mắt Dương Giản nhíu lại, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đại tỷ này của chúng ta chỉ sợ sẽ không cam nguyện chỉ làm người phụ trợ. Lão giả áo xám trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Dương Diệp xa xa. Tương trợ không? Dương Giản lắc đầu. Cứ nhìn đi. Xem hắn có tư cách trở thành đại tướng của Dương gia ta hay không. Một bên khác, Cổ Tu cùng Thiên Hồ nhìn thấy Dương Diệp dẫm nát đầu trưởng lão giới luật điện, thần sắc hai người không hẹn mà cùng ngưng trọng lên. Giờ khắc này, hai người đều cảm giác có một tia tim đập nhanh.
mà một bên Dương Huyên thì mặt mày buông xuống, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Có gan. Trên hư không Thiên Cơ Thành, Dương Cổ cười nói. Dương Tằng, tiểu tử này có gan a. Ở bên cạnh hắn, lão giả Dương Tằng nhẹ gật đầu. Xác thực có gan, cũng không biết thực lực của hắn có thể xứng với lá gan của hắn không. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dương Cổ cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Phía dưới, thời điểm nhìn thấy Dương Diệp giẫm nát đầu lão giả kia, thần sắc của Dương Vô Duyên lập tức âm trầm xuống. Một cỗ khí tức cuồng bạo không ngừng từ quanh người hắn tràn ra, những nơi khí tức đi qua, không gian nổi lên từng đợt gợn sóng. Một bên, Dương Diệp nâng cước đá thi thể lão giả kia, cái sau lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh rơi vào trước mặt Dương Vô Duyên, sau đó trường kiếm trong tay Dương Diệp trực chỉ Dương Vô Duyên. Ngươi muốn làm như thế nào? Ta phụng bồi tới cùng. Giữa sân, vô số người cùng nhau nhìn về phía Dương Vô Duyên. Làm như thế nào? Đương nhiên là giết a. Nếu như Dương Vô Duyên không ra tay, cái kia không hề nghi ngờ, từ nay về sau, uy nghiêm của giới luật điện không còn sót lại chút gì. Có thể tưởng tượng, về sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người phản kháng giới luật điện, đặc biệt là những Dương gia thiếu gia kiệt ngạo bất tuần kia. Cho nên, cái này không thể mở đầu. Nhất định phải giết một người dân trăm người. Dương Vô Duyên bước ra một bước, nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi cảm thấy rất lợi hại. Dương Diệp lắc đầu. Ta chưa hề cảm thấy rất lợi hại, cũng chưa từng nghĩ tới muốn phá vỡ giới luật điện. Nhưng, nói đến đây, thần sắc của Dương Diệp dữ tợn lên. Dựa vào cái gì thời điểm ông cháu Dương Hư muốn tới giết ta, các ngươi không xuất thủ, mà lúc Dương Diệp ta muốn giết bọn hắn, các ngươi lại chạy đến nói với ta không thể giết. Dựa vào cái gì, lão tử dễ khi dễ lắm phải không? Nói xong, huyết kiếm trong tay Dương Diệp trực chỉ Dương Hư, nhưng hắn nhìn lại là Dương Vô Duyên. Giới luật điện ngươi đã ngay từ đầu không nhúng tay vào, vậy bây giờ cũng đừng nhúng tay, để cho ta cùng ông cháu Dương Hư tự mình giải quyết ân oán giữa chúng ta. Nơi xa, Dương Vô Duyên âm thanh lạnh lùng nói. Uy nghiêm của giới luật điện, không thể xúc phạm. Nếu như hiện tại hắn đáp ứng không xuất thủ, không hề nghi ngờ, đây là đang chịu thua. Giới luật điện vô số năm qua tích lũy uy nghiêm sẽ không còn sót lại chút gì. Nghe vậy, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vậy thì đến đánh đi, đến chết mới thôi. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn hóa thành một đạo huyết mang tiêu thất, huyết mang lướt qua, không gian chấn động. Hai mắt Dương Vô Duyên nhíu lại, sau một khắc, tay phải hắn bình thân mà ra, sau đó nhẹ nhàng chấn động về phía trước. Trưởng ra, oanh, không gian trước mặt hắn đột nhiên như hải khiếu nhấc lên, sau đó trong nháy mắt bao phủ Dương Diệp hóa thành huyết mang lại. Oanh, theo một tiếng nổ lớn, không gian trước mặt Dương Vô Duyên chấn động kịch liệt, thoáng qua, một đạo huyết mang từ trong không gian bay ngược ra. Đạo huyết mang này chính là Dương Diệp. Dương Diệp bay gần 3.000 trượng mới tháo bỏ xuống cỗ lực lượng kia của Dương Vô Duyên, hắn vừa dừng lại, tiên huyết từ khóe miệng tràn ra ngoài. Mà đúng lúc này, xa xa Dương Vô Duyên đột nhiên bước ra một bước, tay phải hắn nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, một trường ấn đột nhiên xé rách không gian, sau đó kích xạ về phía Dương Diệp. Những nơi trường ấn đi qua, không gian đều bị vỡ nát, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, làm không gian trong vạn dặm chấn không ngừng rung động. Nơi xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, mặc dù trong huyết mâu nhìn không ra sắc thái, nhưng đám người vẫn có thể cảm giác được hắn ngưng trọng. Cẩn thận, lão nhân này khả năng đã đạt đến nửa bước chân cảnh. Một bên, Lục Ly Ca trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, trầm mặc một cái chớp mắt, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Vừa nhắm mắt, một cỗ sát ý đột nhiên từ trong thân thể hắn bừng lên, thoáng qua, những sát ý này đều chui vào trường kiếm trong tay hắn. Thời điểm trường ấn đi vào trước mặt Dương Diệp không sai biệt lắm ba trượng, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Ở thời khắc hắn tiêu thất, một đạo kiếm quang từ vị trí cũ của hắn bắn nhanh ra. Nhất kiếm luân hồi. Nhất kiếm luân hồi có thể nói là kiếm kỹ mạnh nhất của hắn hiện tại. Kiếm quang ra, ở trong ánh mắt của mọi người, kiếm quang cùng quyền ấn đụng vào nhau. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Cả hai run lên kịch liệt, sau đó quyền ấn rạn nứt, nhưng kiếm quang cũng ầm vang vỡ vụn tiêu tán. Cùng lúc đó, một bóng người từ trong đó bay ngược ra. Cùng lúc đó, quyền ấn trực tiếp đánh vào trước ngực đạo nhân ảnh kia. Bành!
nhân ảnh kia trong nháy mắt bị đánh bay đến hơn mấy ngàn trượng. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Diệp. Dương Diệp vừa mới dừng lại, khóe miệng của hắn lần nữa tràn ra tiên huyết chảy ròng, trong khoảnh khắc chảy đến trước ngực, bất quá thoáng qua đã bị trong sát lục chi tâm cơ thể hắn hấp thu. Uy, nếu không chúng ta trốn a? Bên người Dương Diệp, Lục Ly Ca nói. Lão đầu này, khẳng định đã đạt đến nửa bước chân cảnh. Trốn. Dương Diệp lắc đầu, không thể trốn. Chạy trốn, mối thù của tiểu thiên người nào đến báo. Hơn nữa hắn cũng trốn không thoát. Phải biết, ở chỗ này là Dương gia, giới luật điện ở chỗ này cường giả khẳng định rất nhiều. Hiện tại, giới luật điện không tiện quần ẩu với hắn, bởi vì giới luật điện sĩ diện. Nhưng một khi hắn trốn, giới luật điện có thể quang minh chính đại quần ẩu hắn. Còn nữa, Dương gia thượng võ, hiện tại nếu hắn chạy, chắc chắn sẽ bị mọi người Dương gia xem thường. Nói tóm lại, không thể trốn. Hơn nữa hắn cũng không muốn trốn. Lúc này, xa xa Dương Vô Duyên đột nhiên lần nữa bước ra một bước. Trong rất nhiều thiếu gia, ngươi tính không tệ, nếu như ngươi không khiêu khích giới luật điện ta, thế tử vị, ngươi có lẽ có chút hy vọng, nhưng hiện tại. Nói đến đây, tay phải hắn chậm rãi nâng lên. Hôm nay ta liền phế bỏ ngươi, để cho tử đệ Dương gia ta minh bạch một đạo lý, quy củ, không thể phá, uy nghiêm của giới luật điện, không thể động. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó cách không đánh về phía Dương Diệp. Oanh! Không gian trước mặt hắn như gợn sóng chấn động, rất nhanh, không gian gợn sóng này tầng tầng lớp lớp đánh tới Dương Diệp. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trầm mặc một cái chớp mắt, trong mắt của hắn hiện lên vẻ quyết tuyệt, sau một khắc. Hắn bước ra một bước, trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, những chấn gian lập động không kia tựa như bị thả chậm, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ, thoáng qua, vô số kiếm quang răng khắp nơi trong kiếm vực. Xuy 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 xuy. Ở dưới kiếm vực chấn áp, những kiếm quang kia của Dương Diệp lập tức cắt chém không gian, chỉ trong nháy mắt. Không gian trong kiếm vực bị Dương Diệp xé rách thành hắc động to lớn, sau khi kiếm vực biến không gian thành hắc động, lại một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở trong kiếm vực. Ám chi pháp tắc. Sau khi Dương Diệp sử dụng ám chi pháp tắc, hắc động trong kiếm vực lập tức co rút lại. Một bên, Dương Hư nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Cẩn thận! Mà lúc này, trong hắc động đột nhiên nổ tung, từng tiếng oanh minh to lớn không ngừng từ trong đó vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắc động kia. Ai thắng ai thua? Hoặc là, ai sống ai chết? Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, hắc động ở trong tất cả mọi người nhìn soi mói dần dần khôi phục bình thường. Mà lúc này, Dương Diệp cùng Dương Vô Duyên xuất hiện ở giữa sân. Giờ phút này, toàn bộ cánh tay phải của Dương Diệp đã không còn, không chỉ như thế, trước ngực hắn hoàn toàn móp méo, nhìn vô cùng dọa người. Dương Diệp bại. Trong đầu vô số người xuất hiện ý nghĩ này, bởi vì Dương Vô Duyên nhìn giống như không có vấn đề gì. Nhưng rất nhanh, vô số người sắc mặt thay đổi. Bởi vì Dương Vô Duyên là hư ảo. Linh hồn thể. Dương Vô Duyên là linh hồn thể, nói cách khác, nhục thể của hắn bị hủy. Không chỉ như thế, ở quanh thân Dương Vô Duyên còn có một cỗ huyết mang. Sát ý. Linh hồn của Dương Vô Duyên đã bị sát ý của Dương Diệp khống chế. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về trong thành. Giới luật điện, các ngươi muốn làm thế nào? Trầm mặc một cái chớp mắt, một thanh âm đột nhiên từ trong thành truyền ra. Ngươi muốn làm thế nào? Ta! Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, tay trái hắn nắm chặt. Oanh! Nơi xa, Dương Vô Duyên nổ tung. Dương Diệp nhìn vào trong thành. Ta muốn làm như vậy. Tĩnh! Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lần này, Dương Diệp không phải đang đánh mặt giới luật điện, mà là dẫm lên mặt giới luật điện. Liên sát hai cường giả giới luật điện, mà hai người này, theo thứ tự là trưởng lão cùng phó điện chủ giới luật điện. Lần này, giới luật điện xem như đá trúng thiết bản. Bất quá, đây cũng là rất nhiều người Dương gia muốn nhìn thấy, phải nói, rất nhiều người đều cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao giới luật điện bình thường vô cùng phách lối. Ở Dương gia, giới luật điện chuyên môn làm chuyện đắc tội người, cho nên lần này nhìn thấy giới luật điện ăn quả đắng, rất nhiều người trong lòng thầm hô thoải mái.
Nếu như lần này giới luật điện không thể bãi bình Dương Diệp, không cần phải nói, về sau giới luật điện ở Dương gia uy nghiêm không còn sót lại chút gì, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người không cho giới luật điện mặt mũi. Vì sao trưởng lão điện không xuất thủ? Nơi nào đó, lão giả sau lưng Dương Giản đột nhiên trầm giọng nói. Một chí cảnh uy tín lâu năm, một nửa bước chân cảnh cứ như vậy tổn thất. Dương Giản khẽ lắc đầu. Bọn hắn không thể ra tay. Vì sao? Lão giả áo xám không hiểu. Dương Giản nhìn về phía Dương Diệp. Lần này, giới luật điện đối lý, xê bởi vì ở thời điểm ông cháu Dương Hư ra tay với Dương Diệp, bọn hắn nên ra mặt ngăn cản. Nhưng bọn hắn không làm, ngược lại dung túng ông cháu Dương Hư. Nếu như Dương Diệp không có thực lực, bị diệt sát thì cũng thôi. Nhưng giới luật điện không nghĩ tới, thực lực của Dương Diệp mạnh đến loại trình độ này. Mà trước đó Dương Lâm đi ra đứng ở bên Dương Hư, cái này chú định giới luật điện bọn hắn đâm lao phải theo lao. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Nếu như trưởng lão điện xuất thủ tương trợ giới luật điện, đứng ở bên giới luật điện, vậy liền ý nghĩa, bọn hắn phải từ bỏ Dương Diệp. Thử nghĩ, dùng tính cách của Dương Diệp, nếu như trưởng lão điện đứng ở bên giới luật điện, tim của hắn tất nhiên sẽ rời xa Dương gia, thậm chí mưu phản Dương gia, coi như không mưu phản Dương gia, trong lòng của hắn cũng nhất định oán hận giới luật điện cùng trưởng lão điện. Hiện tại hắn không có năng lực trả thù giới luật điện cùng trưởng lão điện, nhưng về sau thì sao? Lão giả áo xám khẽ gật đầu. Hiển nhiên, trưởng lão điện không muốn từ bỏ Dương Diệp. Đương nhiên, khóe miệng Dương Giản nổi lên nụ cười. Hiện tại Dương Diệp chỉ là luân hồi cảnh, nhưng lại có thể chạm chí cảnh cùng nửa bước chân cảnh, khi hắn đạt đến chí cảnh cùng nửa bước chân cảnh thì sao? Lão giả áo xám trầm mặc. Lúc này, Dương Giản lại nói. Dương gia, người nào càng hữu dụng, người đó liền đạt được gia tộc ủng hộ. Nếu như vị đại tỷ kia của chúng ta cùng Dương Diệp phát sinh mâu thuẫn không thể điều tiết, ta tin tưởng, trưởng lão điện đồng dạng sẽ buông tha cho Dương Diệp, mặc cho vị đại tỷ kia chém giết Dương Diệp. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Dương gia, không có tình thân, người nào càng hữu dụng, người đó sống. Lão giả áo xám trầm mặc, không dám đáp lại. Nơi xa, cửa thành Thiên Cơ Thành đột nhiên chậm rãi tan nát, sau đó một lão giả áo tím từ trong đó đi ra. Khi nhìn thấy lão giả áo tím này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trong bóng tối, hai mắt Dương Huyên nhíu lại, song quyền chậm rãi nắm chặt. Mà Cổ Tu cùng Thiên Hồ ở nàng bên cạnh lông mày cũng nhíu lại. Một bên khác, đại thiếu gia Dương Giản thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này, vẻ mặt mọi người đều ngưng trọng lên, bọn hắn không nghĩ tới lão giả này sẽ tự mình ra mặt. Bởi vì lão giả áo tím này, là giới luật điện điện chủ, Dương Luật. Giới luật điện điện chủ. Giống như trưởng lão điện và Dương gia tộc trưởng, giới luật điện điện chủ là nhân vật trong truyền thuyết, bởi vì xem như người Dương gia cũng cơ bản không có gặp qua bọn hắn. Mà bây giờ, đám người không nghĩ tới, giới luật điện điện chủ lại tự mình đi ra. Nhìn thấy giới luật điện điện chủ Dương Luật, thần sắc của Lục Ly Ca vô cùng ngưng trọng. Cường giả chân cảnh. Chân cảnh. Dương Diệp nhìn về phía Dương Luật, trầm mặc, bình tĩnh như nước. Nhưng lục đinh thần hỏa ở tầng thứ hai lại nhanh chóng nhảy lên. Dương Luật đi tới cách Dương Diệp 5 trượng ngừng lại, hắn đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Khó được, rất khó được, từ nhỏ không có đạt được tài nguyên gia tộc tương trợ liền có thể trưởng thành đến tình trạng bây giờ, rất không tệ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Luật. Chiến không? Chiến không? Giữa sân, vô số người sửng sốt. Chiến không? Dương Diệp vậy mà khiêu chiến giới luật điện điện chủ. Dương Diệp điên rồi sao? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Phải biết, giới luật điện điện chủ, đây chính là cường giả chân cảnh. Mặc dù cường giả chân cảnh không phải cực hạn của Trung Thiên Vũ Trụ, nhưng ở Trung Thiên Vũ Trụ tuyệt đối là thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Chí ít ở Dương gia, cường giả chân cảnh ở mặt ngoài không có vượt qua 5 cái. Mà bây giờ, Dương Diệp khiêu chiến một tên cường giả chân cảnh. Mà Dương Diệp mới luân hồi cảnh. Ở rất nhiều người xem ra, đây không phải có gan, mà là đầu óc có bệnh, tự đại. Nghe Dương Diệp nói, Lục Ly Ca ở bên cạnh hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó yết hầu hắn lăn lăn, mồ hôi lạnh chảy xuống. Khiêu chiến chân cảnh. Đừng nói khiêu chiến chân cảnh, ngay cả cường giả nửa bước chân cảnh hắn cũng không dám, nhưng Dương Diệp lại dám. Mà hắn mới luân hồi cảnh.
Trên hư không Thiên Cơ Thành, Dương Cổ đột nhiên cười nói. Có ý tứ, tiểu gia hỏa này càng ngày càng có ý tứ. Ở bên cạnh hắn, Dương Tằng nhẹ gật đầu. Xác thực càng ngày càng có ý tứ. Phía dưới, Dương Luật không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp, hắn cũng không nghĩ đến Dương Diệp dám khiêu chiến hắn. Luân hồi cảnh khiêu chiến chân cảnh. Trong lịch sử không phải là không có xuất hiện qua loại yêu nghiệt này, nhưng không nhiều, hai tay có thể đếm dư. Trầm mặc mấy tức, Dương Luật nói. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ đến tột cùng là nguyên nhân gì để ngươi tự tin như thế? Dương Diệp nhún vai. Không có nguyên nhân gì, chỉ là hiện tại ta không có đường lui, không phải sao? Dương Luật khẽ gật đầu. Giới luật điện ta cũng không có đường lui, bất quá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Cứ như vậy giết ngươi, có chút đáng tiếc, lại là thuộc hạ của ta làm việc đối lý, cho nên như vậy đi, tiếp ta một chiêu. Nếu có thể đón lấy một chiêu của ta, giới luật điện cùng người ân oán xóa bỏ, như thế nào? Không tiếp nổi thì sao? Lúc này, Lục Ly Ca ở một bên đột nhiên nói. Dương Luật lạnh nhạt nói. Vậy thì đáng chết. Lục Ly Ca nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lắc đầu, huyền khí truyền âm. Cường giả chân cảnh thần bí khó lường, nếu như hắn dùng toàn lực, người nhất định không tiếp nổi. Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca, cười nhẹ. Không có đường lui, ta cũng không muốn lui. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Luật nói. Nếu như ta đón lấy một kích của ngươi, ta cùng giới luật điện ngươi ân oán xóa bỏ, bất quá, còn có một chuyện, đó chính là các ngươi không thể nhúng tay sự tình của ta cùng ông cháu Dương Hư. Dương Luật trầm mặc một cái chớp mắt. Không lùi một bước sao? Dương Diệp nhìn Dương Luật. Ta biết, giới luật điện ngươi muốn bảo đảm ông cháu bọn hắn, hôm nay ta khẳng định không cách nào giết được. Nhưng về sau thì sao? Con người của ta tâm nhãn rất nhỏ, có thù tất báo. Hôm nay nếu ngươi ngăn ta, ngày khác ta nhất định để Dương ra giới luật điện tiêu thất. Một bên, sắc mặt Dương Hư âm trầm, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Luật nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không sợ hiện tại ta liền tuyệt sát ngươi. Dương Diệp nói. Ta nói hay không, ngươi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, không phải sao? Dương Luật nhẹ gật đầu. Cũng phải, như vậy, chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca. Hiện tại đi đi. Lục Ly Ca nao nao, sau đó nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Ngươi có thể đến, ta thật bất ngờ, chỉ là đây là sự tình của ta, ngươi đừng nhúng vào. Đi trước, bằng không thì đợi chút nữa nếu ta có chuyện gì, ngươi sẽ chôn cùng ta. Lục Ly Ca lắc đầu. Hiện tại đi, lương tâm không qua được. Nói thật, ta thật không muốn dính tới ngươi. Bởi vì ngươi có khi quá âm người. Nhưng có khi ngươi lại rất đủ ý tứ, tỉ như luân hồi quả, nếu như không phải ngươi, hiện tại chỉ sợ ta vẫn là âm dương cảnh. Ngươi đã đủ ý tứ, Lục Ly Ca ta cũng không thể không có suy nghĩ a. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dương Hư cùng Dương Luật, sau đó lại nói. Mặc dù bây giờ ta có chút sợ hãi, nhưng không có cách nào, hiện tại đi, ca gánh không nổi mặt mũi a. Dương Diệp nhìn Lục Ly Ca hồi lâu, sau đó nói. Nếu không, người giúp đến cùng, giúp ta tiếp lấy một chiêu. Xéo đi. Lục Ly Ca giận mắng một câu, bất quá rất nhanh, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Cẩn thận. Dương Diệp cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Luật. Ta chuẩn bị xong, tới đi. Ngươi xác định. Dương Luật nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau một khắc. Cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, cái bóng sau lưng Dương Luật đột nhiên hơi run một chút. Phòng thủ tốt nhất là tiến công. Dương Diệp cũng sẽ không ngốc đến bị động phòng thủ, tiến công mới là phong cách của hắn. Kiếm trực tiếp xuyên qua cái ót Dương Luật, nhưng không có huyết, bởi vì kia là một tàn ảnh. Lúc này, Dương Luật đã ở vị trí cũ của Dương Diệp. Giữa sân, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Luật, vẻ mặt nghiêm túc lên, vô cùng ngưng trọng. Dương Luật thản nhiên nhìn Dương Diệp. Ám chi pháp tắc trí cảnh, không tệ, lần thứ nhất thấy. Đáng tiếc, ngươi không hiểu chân cảnh ý vị như thế nào, bằng không thì ngươi sẽ không khiêu chiến ta. Được rồi, đến ta. Nói xong, hắn bước ra một bước, sau đó một chỉ cách không điểm về phía Dương Diệp. Vạch, trong sân hết thảy phảng phất như đều dừng lại. Sau đó ở trong ánh mắt của mọi người,
không gian trước mặt Dương Luật bắt đầu tiêu thất, giống như một tờ giấy bị nhen lửa, từng chút xíu tiêu thất. Những không gian kia không phải sụp đổ, mà là tiêu thất đúng nghĩa. Ra tay không? Trên hư không, Dương Tằng nói. Dương Cổ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu. Đây là tiền đặt cược giữa bọn hắn, nếu như chúng ta ra tay, coi như cứu hắn, Luật lão quái khẳng định cũng sẽ không tiếc hết thảy chém giết hắn. Mặc dù giới luật điện ở dưới chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể vô duyên vô cớ đánh mặt bọn hắn, dù sao hiện tại bọn hắn là công bằng quyết đấu. Dương Tằng nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Giữa sân, nhìn thấy không gian kia tiêu thất, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt. Không tiếp nổi. Đây là trực giác của hắn. Đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Hai tiểu chảo của nàng cầm một thanh kiếm gỗ. Luân hồi nhất kiếm. Lúc này Dương Diệp đang sử dụng chính là luân hồi nhất kiếm. Dương Diệp rất rõ ràng, thực lực của lão giả này vượt qua hắn quá nhiều, công kích bình thường sẽ chỉ là tự rước lấy nhục, vì lẽ đó, hắn vừa triển khai chính là luân hồi nhất kiếm mình mới vừa học được. Lần này sở dĩ luân hồi nhất kiếm đánh nứt không gian, đó là bởi vì hắn ra chỉ kiếm ý và sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Hai loại ý cảnh gia trì, làm cho uy lực của luân hồi nhất kiếm tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thời điểm lão giả phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Dương Diệp, kiếm trong tay Dương Diệp đã biến mất rồi. Bành! Trước mặt lão giả vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của Liên Bán Trang, lão giả kia bị chấn bay ra 3.000 trượng. Lão giả ngừng lại, tay phải hắn hóa trưởng bình thân về phía trước, mà... lòng bàn tay đâm một thanh kiếm. Kiếm đã hoàn toàn xen vào lòng bàn tay của hắn. Mà kiếm cũng không có đình chỉ, vẫn xoay tròn, đồng thời một tấc tiến vào lòng bàn tay của lão giả, rất nhanh, theo một tiếng xì, thanh kiếm kia xuyên thủng qua lòng bàn tay của lão giả. Một tia máu tươi tung tóe ra. Kiếm tổ có linh, trực tiếp hóa thành ánh kiếm bay trở về trong tay Dương Diệp. Xa xa, vắng lặng nháy mắt, khóe miệng lão giả chậm rãi tràn ran một vệt máu tươi. Một kiếm vừa nãy. Tuy chỉ xuyên thấu cánh tay phải của lão giả, thế nhưng thời điểm kiếm tiếp xúc lòng bàn tay, lực lượng trong kiếm trực tiếp chấn đến toàn thân lão gì cả, bởi vậy lão giả không chỉ cánh tay phải bị làm tàn, trong cơ thể cũng bị chấn thương. Lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Thực khó có thể tin, ta lại bị một bán thần cơ thương tổn. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay một chút, sau đó nói. Đáng tiếc, không thể một kiếm giết ngươi. Ngươi bất tử, ta sẽ gặp xui xẻo. Giết ta. Lão giả ngẩn người, sau đó lắc đầu cười cợt. Thực sự là buồn cười, một bán thần dĩ nhiên nói muốn giết ta, thực sự là hoang đường. Ta. Lão giả đang muốn nói cái gì, đột nhiên xa xa, con mắt Dương Diệp híp lại, sau một khắc, kiếm trong tay Dương Diệp lần nữa biến mất không gặp. Sắc mặt lão giả biến đổi, tay trái vỗ ra một trường. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, lão giả lần thứ hai bị đánh bay ra mấy ngàn trượng. Lần này tay trái của lão giả xuất hiện một kiếm động từ lòng bàn tay thông đến vai trái, giờ khắc này, hai cánh tay cùng sau vai của hắn đều đang chảy máu. Đối diện lão giả, Dương Diệp lắc đầu, thầm nói đáng tiếc. Hai kiếm. Hắn đạt đến bán thần, huyền khí trong cơ thể có thể để cho hắn triển khai hai lần luân hồi nhất kiếm. Vừa nãy chiêu kiếm này, hắn cố ý ở thời điểm đối phương nói chuyện đột nhiên xuất kích, thế nhưng đáng tiếc, phản ứng của đối phương thực sự quá nhanh. Bởi vậy một kiếm vốn muốn đâm về trái tim đối phương, lại bị lòng bàn tay ngăn trở. Hiện tại, hắn đã không có năng lực sử dụng luân hồi nhất kiếm rồi. Xa xa, lão giả nhìn tay trái của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Ngươi đúng là để ta bất ngờ. Không thể không nói, lần này mắt ta có chút vụng về. Nếu như là âm dương cảnh bình thường, vừa nãy hai kiếm này của ngươi, coi như giết không được đối phương, cũng có thể trọng thương. Đáng tiếc. Ta không phải âm dương cảnh, hiện tại, huyền khí trong cơ thể ngươi khô cạn, ngươi còn có chiêu gì không? Tay Dương Diệp hơi động, cổ sao bị hắn cất đi. Sau một khắc, chân phải hắn giẫm hư không, toàn bộ không gian nhất thời run lên kịch liệt, mà bản thân Dương Diệp thì biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt lão giả kia, không có bất kỳ phí lời, Dương Diệp trực tiếp đánh tới lão giả một quyền. Khóe miệng lão giả nổi lên vẻ châm chọc. Tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền đánh tới Dương Diệp. Ầm, hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc,
một tiếng nổ vang vang vọng lên, cùng lúc đó, Dương Diệp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng, mà thời điểm Dương Diệp bị đánh bay, Liên Bán Trang lập tức xuất hiện ở trước mặt lão giả, sau đó tay phải nắm dây lưng lụa bổ về phía lão giả. Khi Liên Bán Trang tay cầm dây lưng lụa bổ ra, dây lưng lụa trong tay nàng hóa thành cột sáng màu sắc rực rỡ, tốc độ của cột sáng cực nhanh, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của lão giả. Trong mắt lão giả lóe ra vẻ hung lệ, sau một khắc, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể dâng trào ra. Chùm sáng của Liên Bán Trang ầm ầm vỡ vụn, mà Liên Bán Trang thì ở trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài ngàn trượng. Khi Liên Bán Trang bị đánh bay, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả, giống như trước, hắn đánh tới một quyền. Lão giả cũng không cam lòng yếu thế, một quyền đánh tới Dương Diệp. Dương Diệp bị chấn bay hơn 1.000 trượng. Lực lượng còn có thể. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói. Đáng tiếc, đối với ta mà nói, vẫn quá yếu. Tất cả đều nên kết thúc, ngươi. Nói đến đây, âm thanh của lão giả đột nhiên im bặt, bởi vì Dương Diệp mới vừa bị hắn đánh bay lại xuất hiện ở trước mặt, sau đó lại đánh tới hắn một quyền, cùng lúc đó, Liên Bán Trang cũng vọt tới. Muốn chết, lão giả quát, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, không có ngoài ý muốn, Dương Diệp bị lão giả đánh bay ra ngoài, mà Liên Bán Trang cũng bị chấn động bay. Thế nhưng mỗi lần bị đánh bay, Dương Diệp lại lần nữa vọt tới lão giả. Đánh đánh, lão giả đột nhiên phát hiện, thân thể Dương Diệp cường hãn thực sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, không chỉ thân thể phòng ngự, năng lực hồi phục cũng vậy. Mỗi một lần Dương Diệp bị hắn đánh bay ra ngoài, dưới cái nhìn của hắn, Dương Diệp khẳng định sẽ bị chấn thương, thế nhưng đánh đánh tầm đó hắn phát hiện, Dương Diệp thật giống như không có bị thương gì. Mà lúc này, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như trước, một quyền đánh tới. Lão giả theo bản năng phản kích. Nhìn thấy đối phương lại oanh đến một quyền, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ quỷ dị. Bành! Xoạt xoạt! Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, lần này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tuy Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài, thế nhưng toàn bộ cánh tay của lão giả kia dĩ nhiên bị một quyền của Dương Diệp chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, lực lượng mạnh mẽ chấn lão giả lùi về sau chừng trăm trượng. Ngũ hành phá giáp quyền. Cú đấm này, tự nhiên chính là ngũ hành phá giáp quyền. Trước kia sở dĩ Dương Diệp không có triển khai ngũ hành phá giáp quyền, là vì ma túy lão giả này, làm cho đối phương xem thường. Bởi vì vừa giao thủ hắn ra quyền, lão giả sẽ cực kỳ đề phòng. Ở dưới tình huống lão giả đề phòng, hắn triển khai ngũ hành phá giáp quyền, chắc chắn sẽ không tạo thành hiệu quả tính thực chất. Cũng chỉ có ở dưới tình huống lão giả thả lỏng đề phòng, ngũ hành phá giáp quyền này mới có thể xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, hắn thành công. Một quyền trực tiếp đánh bay một cánh tay của lão giả. Xa xa, giờ khắc này sắc mặt lão giả cực kỳ dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, không cần phải nói, mình trúng ám chiêu của đối phương. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, hắn lại bị một bán thần nhiều lần kích thương. Lão phu muốn xé xác ngươi. Lão giả nói xong, đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng bắn mạnh tới Dương Diệp, chỗ cầu vồng đi qua, không gian vặn vẹo biến hình. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa Liên Bán Trang biến sắc, vội vàng nói. Cẩn thận! Liên Bán Trang vừa nói xong, Dương Diệp đã bay ra ngoài, bất quá rất nhanh, bay không tới mấy trăm trượng hắn liền ngừng lại, lúc này ở trong tay hắn, có thêm một cái nắp quan tài. Nhìn thấy nắp quan tài, Liên Bán Trang nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng may có nắp quan tài này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Không chỉ Liên Bán Trang, lúc này Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may có nắp quan tài, nếu không lần này coi như hắn không chết cũng tàn phế. Bởi vì coi như có nắp quan tài chống đỡ, lúc này hắn cũng cảm giác toàn thân nứt ra, phải biết lúc này thân thể của hắn đã là bất tử bất diệt cảnh, hơn nữa còn tu luyện ngũ hành bất diệt thể thành công. Hiện tại thân thể của hắn, so với thạch nhân lúc trước cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng thêm vào nắp quan tài chống đối, thân thể của hắn vẫn bị đánh nứt. Có thể tưởng tượng, nếu như không có nắp quan tài, vừa nãy một đòn toàn lực của lão giả này, rất khả năng trực tiếp đánh hắn tan xương nát thịt. Tuy lão giả này bị áp chế đến âm dương cảnh, thế nhưng thực lực của đối phương, căn bản không phải cường giả âm dương cảnh có thể so sánh. Liên Bán Trang cũng là cường giả âm dương cảnh. Thế nhưng đối mặt lão giả này, Liên Bán Trang hoàn toàn là bị áp chế.
Lão giả này có thể không bằng huyết nữ, thế nhưng đối phương so với hắn và Liên Bán Trang lại mạnh hơn quá nhiều. Bất quá cũng còn tốt, hắn không phải muốn giết chết đối phương, chỉ muốn ngăn cản đối phương, chỉ cần có thể kéo dài, đợi đến khi huyết nữ tỉnh lại, như vậy bọn họ liền thắng lợi. Nghĩ đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu dùng huyền khí vừa khôi phục bắt đầu chữa trị thân thể của mình. Hắn có Linh Châu, có thể một lần khôi phục huyền khí của mình, thế nhưng còn không đến thời điểm dùng. Xa xa, ánh mắt của lão giả kia rơi vào trên tấm khiên của Dương Diệp, hắn không nghĩ tới, vừa nãy một đòn tất sát của mình, lại bị nắp quan tài kia chặn lại. Có nắp quan tài này, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn giết chết hai người trước mắt, không dễ dàng như vậy. Vốn cho rằng là sự tình không có sơ hở nào, hiện tại xuất hiện vấn đề rồi. Lão giả liếc mắt nhìn huyết nữ, hắn biết rõ, nếu như nàng tỉnh lại, hắn đừng nói giết đối phương, mình nhất định sẽ qua đời ở chỗ này. Đúng lúc này, không gian bên cạnh dập dờn, một nam tử trung niên xuất hiện. Vũ Minh, sao ngươi đến rồi? Lão giả nhìn về phía nam tử trung niên, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Nam tử liếc mắt nhìn huyết nữ, sau đó nói. Thần toán tử nói ngươi ở phía dưới sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, để ta từ bỏ đi tranh cướp vật kia tới giúp ngươi, đúng như dự đoán, còn thật xảy ra ngoài ý liệu, nàng đến hiện tại còn chưa chết. Hai cường giả luân hồi cảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt của Liên Bán Trang và Dương Diệp đều khó coi. Đúng lúc này, Liên Bán Trang nguyên bản ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên xoay người, lóe lên một cái, sau đó hóa thành một chùm sáng màu sắc rực rỡ biến mất ở cuối chân trời. Chạy trốn. Sắc mặt Dương Diệp càng thêm khó coi. Kỳ thực, Dương Diệp cũng lý giải. Nếu như là một tên cường giả luân hồi cảnh, hắn và Liên Bán Trang liên thủ, là có cơ hội kéo dài tới huyết nữ tỉnh lại. Thế nhưng hiện tại có hai tên cường giả luân hồi cảnh. Hai tên A. Có thể nói, bên bọn họ không có phần thắng chút nào. Dưới tình huống này, Liên Bán Trang đào tẩu, tự nhiên là cực kỳ bình thường. Dù sao hắn cùng huyết nữ và Liên Bán Trang không quen không biết, đối phương khẳng định là sẽ không vì huyết nữ và hắn đưa mạng. Chỉ là hiện tại phải làm như thế nào đây? Lấy một đánh hai. Hay mình cũng trốn? Trốn, khẳng định là không thể trốn, vừa rồi lão giả này bị hắn đánh đau, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Trước tiên không nói có thể đào tẩu hay không, coi như có thể đào tẩu, chờ đối phương giết huyết nữ xong đến tìm hắn. Khi đó hắn nên làm gì chống đối hai cường giả luân hồi cảnh. Vì lẽ đó, hiện tại hắn muốn làm chính là chờ huyết nữ tỉnh lại. Huyết nữ tỉnh lại, hắn mới có thể sống. Nhưng lấy hai đánh một hắn cũng không chịu nổi, huống chi lấy một đánh hai. Khi vũ lực không cách nào giải quyết, Dương Diệp quyết định lựa chọn câu thông cũng là một thủ đoạn giải quyết sự tình a. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía lão giả cùng nam tử kia, cười nói. Ta cảm thấy, mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện, dù sao rất nhiều lúc, cừu hận là không hóa giải được cừu hận, các ngươi nói đúng không? Muốn kéo dài thời gian, có thể đổi thủ đoạn cao minh hơn không? Lão giả âm trầm nói. Bị nhìn thấu rồi. Dương Diệp cũng không xấu hổ, nghiêm mặt nói. Kỳ thực, ta là vì tốt cho các ngươi thật cảm thấy nhị điện hạ nàng không có hậu chiêu. Thực buồn cười. Lúc này... Lão giả kia cười nhạo một tiếng. Đến thời điểm như thế này, ngươi còn muốn lấy miệng lưỡi lừa chúng ta, ngươi là đang làm nhục chỉ số thông minh của chúng ta sao? Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Vũ Minh đột nhiên nói. Không cần lãng phí thời gian, giải quyết nữ tử này mới là chuyện chính. Nói xong, cả người hóa thành một đạo hàn quang bắn mạnh ra. Trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ dữ tợn, hai tay nâng nắp quan tài đập một cái. Theo một tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng, mà Vũ Minh thì chỉ lui không tới trăm trượng. Tuy Vũ Minh ổn chiếm thượng phong, thế nhưng trong mắt hắn lại xuất hiện một tia khó có thể tin. Người dĩ nhiên chặn lại một kích của ta. Hắn tự nhiên là khiếp sợ, bởi vì cảnh giới của Dương Diệp chỉ là bán thần ở trong mắt bọn hắn, thật sự ngay cả run dế cũng không bằng, cho dù hiện tại cảnh giới của bọn họ bị áp chế, thực lực bị hạn chế. Thế nhưng cũng không phải bán thần có thể chống lại, phải nói cường giả âm dương cảnh bình thường cũng không thể chống lại bọn họ. Thế nhưng Dương Diệp chặn lại một kích của hắn, hơn nữa không có bị thương. Rất nhanh, ánh mắt của Vũ Minh rơi vào nắp quan tài trong tay Dương Diệp,
khi nhìn thấy nắp quan tài kia, trong mắt hắn lóe ra vẻ kinh ngạc. Vật ấy không tầm thường, chẳng trách ngươi có thể ngăn một đòn của ta. Bất quá lần sau, ngươi không có vận khí tốt như vậy. Nói xong, thân hình hơi động, lần thứ hai bắn mạnh tới Dương Diệp. Lần này lão giả kia cũng không nhàn rỗi, cũng vọt tới Dương Diệp. Hiển nhiên, bọn họ đều không muốn đang lãng phí thời gian. Hai tên cường giả luân hồi cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt hắn lóe ra vẻ quyết tuyệt, sau một khắc, cổ tay hắn hơi động, một tấm kiếm đổ hiện ra, khi bức tranh này xuất hiện, cảnh tượng biến ảo, rất nhanh, mọi người đặt mình trong một vùng sao trời. Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp vận dụng Ngân Hà kiếm đồ, bất đắc dĩ, giờ khắc này, nếu như hắn không dùng Ngân Hà kiếm đồ, hắn căn bản không có một chút phần thắng. Hắn biết rõ, hai cường giả luân hồi cảnh liên thủ, hắn căn bản không có cách chống đối, cho dù có nắp quan tài cũng không được. Trực tiếp trốn ở trong quan tài, là có thể chống đỡ, thế nhưng huyết nữ làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, ánh mắt Dương Diệp đột nhiên sáng lên, huyết nữ làm sao bây giờ? Huyết nữ cũng có thể trốn vào trong quan tài a. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ này liền phá diệt, bởi vì huyết nữ trốn vào trong quan tài, hắn cũng trốn vào trong quan tài, vậy ai đến ngăn cản hai người này? Hiện tại huyết nữ là không thể bị quấy rầy, bọn họ trốn ở trong quan tài, hai người này điên cuồng công kích quan tài, cái kia thật sự là bị đối phương bắt ba ba trong giỏ. Hắn đương nhiên cũng có thể mang theo quan tài chạy, nhưng vấn đề là hắn chạy hơn người ta sao? Không có cách nào, thời điểm như thế này, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ mà mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có triển khai Ngân Hà kiếm đồ. Thời điểm tràng cảnh biến thành tinh không, vẻ mặt của lão giả kia cùng Vũ Minh nghiêm túc lên, hiển nhiên bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Hiển nhiên, lời nói này là nói cho Dương Cổ cùng Dương Tằng. Trầm mặc một cái chớp mắt, hư không khẽ run lên, sau đó Dương Cổ cùng Dương Tằng xuất hiện. Dương Cổ nhìn thoáng qua Dương Lang. Không nghĩ tới lão gia hỏa ngươi sẽ đích thân chạy đến. Dương Lang lạnh nhạt nói. Không đến, thủ hạ của ta khả năng thực được hồn phi phách. Tán. Dương Cổ nhìn thoáng qua Dương Hư cùng Dương Yên trên tường thành, sau đó nói. Bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu như là Dương Diệp đi giết Dương Yên cùng Dương Hư trước, không cần hắn ra mặt, giới luật điện sẽ ra tay. Nhưng đáng tiếc không phải Dương Diệp xuất thủ trước. Mà là Dương Hư cùng Dương Yên ra tay với Dương Diệp trước, nhưng Dương Hư cùng Dương Yên lại đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, bị đối phương phản sát. Gieo gió gặt bão. Lần này, ông cháu Dương Hư là tìm đường chết. Dương Lang khẽ gật đầu. Ta biết, nhưng ngươi cũng rõ ràng, ta không thể nhìn bọn hắn chết. Cho nên, Dương Cổ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dừng ở đây, được không? Dương Diệp lắc đầu. Không thể. Giữa sân bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Cổ lại nói. Nên dừng ở đây rồi. Tay Dương Diệp muốn huy động roi ngừng lại, hắn nhìn về phía Dương Cổ nói. Trước đó Dương Yên cùng Dương Hư ngược đãi bằng hữu của ta, vì cái gì không có người đi ra nói đến đây mà thôi. Trước đó Dương Hư cùng Dương Yên muốn ngược sát ta, vì sao không có người đi ra nói nên dừng ở đây. Vì cái gì? Dương Cổ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Dừng ở đây, là vì tốt cho ngươi, ngươi minh bạch không? Dương Diệp nhìn về phía Dương Cổ. Hai vị tiền bối là người trưởng lão điện. Dương Cổ nhẹ gật đầu. Lúc này Dương Diệp lại nói. Không bằng như vậy, trưởng lão điện giống như giới luật điện, đừng nhúng tay, được không? Hai mắt Dương Cổ nhíu lại. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Hư cùng Dương Yên. Ta muốn cho bọn hắn chết, người nào ngăn cản ta, người đó là địch nhân của ta. Hiện tại không giết được hắn, ta bảo lãnh, về sau ta nhất định sẽ giết. Nhất định. Nếu như chúng ta nhất định muốn ngăn cản thì sao? Lúc này Dương Cổ đột nhiên nói. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Chúng ta đi. Nói xong, hắn ném roi ở trên mặt đất, sau đó quay người rời đi. An Nam Tĩnh đi theo. Lục Ly Ca cũng vội vàng đi theo. Cứ như vậy, đoàn người Dương Diệp bay về nơi xa. Dương Cổ cùng Dương Tằng nhìn nhau một chút, sau một khắc, Dương Cổ nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta không nhúng tay vào. Thỏa hiệp. Không thỏa hiệp không được. Bởi vì không thỏa hiệp, Dương Diệp khẳng định sẽ rời Dương ra, coi như không rời Dương ra, dùng tính cách của Dương Diệp, hắn khẳng định trong lòng có oán hận,
mặc dù hiện tại Dương Diệp không cách nào chống lại trưởng lão điện, nhưng về sau thì sao? Một khi hắn đạt đến chí cảnh, khi đó trong trưởng lão điện, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Đơn giản mà nói, trưởng lão điện bọn hắn không muốn gây thù hận. Nơi xa, Dương Diệp dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Cổ, lúc này Dương Cổ lại nói. Ngươi đã muốn tự mình giải quyết, vậy ngươi tự mình giải quyết đi, bất quá hết thảy hậu quả, ngươi phụ trách. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Lang. Ngươi cũng giống như vậy. Nói xong, thân hình Dương Cổ cùng Dương Tằng lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Lang khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Dương Diệp, sau một khắc, hắn lấy ra một phù lục bóp nát, thoáng qua, một vệt kim quang phóng lên trời, trong chốc lát, 10 đạo kim quang đột nhiên từ trong thành phóng lên, 10 nam tử mặc khôi giáp, tay cầm trường thương xuất hiện ở phía sau hắn. Toàn bộ là chí cảnh. 10 nam tử nhìn Dương Lang có chút thi lễ, sau đó đồng thời nói. 72 chiến tướng, kim thương doanh gặp qua nguyên soái. Cùng lúc đó, ở trên tường thành, đột nhiên xuất hiện 10 nam tử người đeo trường cung xanh biếc. Toàn bộ là chí cảnh. 10 nam tử thu hồi trường cung, sau đó nhìn Dương Lang có chút thi lễ nói. 72 chiến tướng, lục giáp doanh gặp qua nguyên soái. Đắc đắc. Lúc này, ba tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, sau đó ba nam tử mặc khôi giáp màu đen từ trong thành nhảy ra, cuối cùng ba người đứng ở sau lưng Dương Lang. Ba người nhìn Dương Lang có chút thi lễ. 72 chiến tướng, kỵ binh doanh gặp qua nguyên soái. 23 chiến tướng. 7 đại nguyên soái bài danh 3 vị trí đầu, có quyền điều động 72 chiến, bất quá một lần chỉ có thể điều động 1/3. Dương Lang nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không phải muốn chiến sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Sợ sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, An Nam Tĩnh đột nhiên vẫy vẫy tay phải. Hiu! Liệt thiên trên tường thành lập tức bay đến trong tay nàng. Tay trái An Nam Tĩnh thả lỏng phía sau, tay phải cầm liệt thiên, nàng nhìn lướt qua đám người Dương Lang, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Muốn sống hay chết? Muốn sống hay chết? Mọi người lần nữa bị An Nam Tĩnh nói chấn kinh. Lão thiên, 23 chí cảnh a. 23 chí cảnh này cũng không phải chí cảnh bình thường, những người này là Dương gia 72 chiến tướng, là cường giả tinh anh của Dương gia. Những người này là tinh nhuệ, có thể nói, bọn hắn mỗi một cái cũng sẽ không yếu hơn Dương Hư. Ngoại trừ 23 cường giả chí cảnh, còn có một cường giả nửa bước chân cảnh. Một nửa bước chân cảnh tăng thêm 23 chí cảnh, cái đội hình này đủ để quét ngang rất nhiều đại thế giới. Đừng nói rất nhiều đại thế giới, xem như cường giả chân cảnh chỉ sợ cũng có thể vây giết. Mà An Nam Tĩnh chỉ là luân hồi cảnh. Chỉ là luân hồi cảnh. Một bên, Lục Ly Ca nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, mí mắt trực nhảy, nữ nhân này có chút nghịch thiên a. Chớ nhìn hiện tại hắn có chút chấn định, kỳ thật hắn cũng sợ muốn chết. 23 chí cảnh tăng thêm một cường giả nửa bước chân cảnh, cái đội hình này, cho người tuyệt vọng a. Sư Cương Diệp nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, sau đó nói. Không muốn sống. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Lang, sau một khắc, cả ngựa kia nàng tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Lang, sau đó liệt thiên trong tay đâm ra. Thương ra như sấm, nhanh như thiểm điện. Hai mắt Dương Lang nhíu lại, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, An Nam Tĩnh cùng Dương Lang riêng phần mình liên tục lùi lại, rất nhanh, An Nam Tĩnh ngừng lại, nhưng Dương Lang còn lui, sau khi lui chừng 50 trượng mới dừng lại. Chấn kinh! Mọi người chấn kinh! Giữa sân, ánh mắt mọi người rơi vào trên người An Nam Tĩnh, trong lòng khiếp sợ đã đến mức độ không còn gì hơn. Trước đó An Nam Tĩnh hoàn ngược Dương Hư, mọi người liền biết nàng rất mạnh, nhưng mọi người không nghĩ tới, nàng mạnh như vậy. Dương Lang là cường giả nửa bước chân cảnh A. Nhưng lần này giao phong lại rơi xuống hạ phong. Nơi xa, thần sắc của Dương Lang cũng dần dần ngưng trọng lên, thực lực của An Nam Tĩnh cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đối diện, sau khi An Nam Tĩnh dừng lại, chân phải nàng có chút lui lại, mũi chân nhẹ nhàng chống đỡ mặt đất. Tay phải chậm rãi nắm chặt liệt thiên, sau một khắc, nàng mở môi son. Quán nguyệt, thanh âm rơi xuống, mũi chân phải nàng bỗng nhiên điểm một cái, trong chốc lát, cả người hóa thành kim quang bắn ra, những nơi đi qua,
không gian bị xé nứt, vô cùng dọa người. Nơi xa, hai mắt Dương Lang nhíu lại, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, không gian chung quanh bóp méo, yên lặng một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Xoạt xoạt, quyền ra, không gian xung quanh rạn nứt. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đã tới. Oanh! Giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang rung trời, sau đó một cỗ khí lãng kinh khủng từ chỗ trước đó Dương Lang đứng khuếch tán. Bất quá thoáng qua, khí lãng bị một vệt kim quang xé rách nát bấy. Giữa sân trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đứng ở vị trí cũ của Dương Lang, nhưng Dương Lang đã cách hơn trăm trượng. Không chỉ như thế, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn rạn nứt, tiên huyết không ngừng từ trong đó tràn ra, trong khoảnh khắc biến toàn bộ cánh tay của hắn thành huyết thủ. Lần thứ hai giao phong, Dương Lang lần nữa rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, xa xa mũi chân của An Nam Tĩnh đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát, cả người nàng như một con hồ điệp cất cánh nhẹ nhàng bay về phía Dương Lang, khi đi tới cách Dương Lang một trượng, hai tay nàng nắm liệt thiên bổ một phát. Trảm hư! Xoạt xoạt! Thời điểm thanh âm của An Nam Tĩnh vang lên, không gian trong phương viên vạn trượng rạn nứt. Dưới An Nam Tĩnh, hai mắt Dương Lang nhíu lại, trong mắt vô cùng ngưng trọng, sau một khắc, tay hắn khẽ động, một khiên tròn màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó tay phải hắn nắm lá chắn giơ lên. Đang! Một âm thanh chói tai vang lên, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Lang cả người mang lá chắn liên tục lùi lại, cái này vừa lui, là lui hơn 500 trượng. Liệt thiên! Đúng lúc này, giữa sân lần nữa vang lên thanh âm của An Nam Tĩnh. Đám người nhìn về phía An Nam Tĩnh, chỉ thấy thân thể An Nam Tĩnh nhảy lên, tay phải nàng nắm chặt liệt thiên, mũi chân nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó liệt thiên trong tay bay về phía Dương Lang. Xuỳ! Liệt thiên hóa thành một vệt kim quang bắn nhanh ra, những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách nát bấy. Nơi xa, đồng tử của Dương Lang co lại, không dám khinh thường. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trong thân thể hắn tràn ra, cùng lúc đó, hắc thuẫn trong tay hắn bay thẳng hướng về phía liệt thiên của An Nam Tĩnh. Sau đó hai tay của hắn nhô ra chấn động, song trưởng ra, không gian chung quanh như thủy triều tầng tầng lớp lớp tràn ra. Bành! Hắc thuẫn mới vừa cùng liệt thiên tiếp xúc đã trực tiếp nổ tung, tốc độ của liệt thiên không giảm, điện xạ về phía Dương Lang. Xuy! Thời điểm liệt thiên tiến vào không gian gợn sóng, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Không gian gợn sóng nổ tung, nhưng tốc độ của liệt thiên lại không giảm. Oanh! Lúc này, vùng không gian kia triệt để nát bấy, ở trong ánh mắt của mọi người, một bóng người từ trong không gian vỡ vụn bay ngược ra. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Lang. Dương Lang bay trọn vẹn hơn 1.000 trượng mới dừng lại, mà thời điểm hắn rơi xuống đất, đại địa trước mắt hắn băng liệt đổ sụp. Cùng lúc đó, hai chân hắn tiếp tục lùi lại. Sau khi lùi gần mấy trăm trượng, hắn mới dừng lại, vừa dừng lại, trong miệng hắn phun ra một ngụm tinh huyết. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Giữa sân, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người An Nam Tĩnh, lần này đã không phải chấn kinh, mà là rung động. Luân hồi cảnh đánh chí cảnh, ở trong hệ ngân hà trung thiên vũ trụ, cũng không phải sự tình rất ly kỳ, bao quát luân hồi cảnh chém giết cường giả chí cảnh cũng không phải sự tình ly kỳ gì. Nhưng luân hồi cảnh chiến thắng nửa bước chân cảnh, cái này vô cùng ly kỳ. Mà An Nam Tĩnh không phải chiến thắng, mà là nghiền ép. Luân hồi cảnh nghiền ép nửa bước chân cảnh. Giờ phút này, tất cả mọi người hiếu kỳ thân phận của An Nam Tĩnh. Bởi vì trước đó, mọi người cũng chưa từng gặp qua An Nam Tĩnh, cũng chưa từng nghe qua An Nam Tĩnh. Trên hư không, ánh mắt của Dương Cổ cùng Dương Tằng rơi vào trên người An Nam Tĩnh, trầm mặc một hồi lâu, Dương Cổ trầm giọng nói. Nàng này, cho dù là người ta, cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng. Dương Tằng nhẹ gật đầu. Cái này chỉ sợ còn không phải thực lực chân chính của nàng, thực lực chân chính của nàng. Nói đến đây, thần sắc hai người đều ngưng trọng lên. Nơi nào đó, nàng này thật mạnh. Sau lưng Dương Giản, lão giả áo xám trầm giọng. Dương Giản nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, sau đó nói. Rất mạnh, nàng này là ai? Một bên khác, Cổ Tu nhìn về phía Dương Huyên ở bên cạnh hỏi. Dương Huyên nhìn An Nam Tĩnh, sau đó lắc đầu. Cổ Tu nhìn thoáng qua Dương Huyên, không có nói chuyện. Nơi xa, Dương Lang lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh ở xa xa. Luân hồi cảnh, ha ha,
Ta chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ bị luân hồi cảnh áp chế. Tốt, rất tốt, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Nói xong, hắn bước ra một bước, chân rơi xuống, ở trong ánh mắt của mọi người, một cỗ huyết mang nhàn nhạt xuất hiện ở chung quanh, cùng lúc đó, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện từng đường cong huyết sắc. Mạch máu. Giờ khắc này, mạch máu toàn thân Dương Lang phồng lên. Ở thời điểm mạch máu nâng lên, khí tức quanh người Dương Lang điên cuồng tăng vọt, cùng lúc đó, hai mắt hắn cũng bắt đầu dần dần biến thành huyết hồng. Huyết mạch chi lực. Phong ma huyết mạch. Vận dụng huyết mạch chi lực. Trên hư không, Dương Cổ trầm giọng nói. Dương Lang này, là muốn liều mạng a? Đương nhiên phải liều mạng. Dương Tằng lạnh nhạt nói. Nếu không liều mạng, hắn khả năng phải treo. Nữ oa này ở dưới tình huống không có toàn lực đã cường đại như thế, nếu như nàng xuất toàn lực, chậc chậc. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Thực không ngăn cản sao? Dương Cổ khẽ lắc đầu. Loại tình huống này, không ngăn cản được, chí ít người ta không ngăn cản được. Dương Tằng lắc đầu, không có nói chuyện. Phía dưới, sau khi kích hoạt phong ma huyết mạch, thực lực của Dương Lang lập tức tăng lên không biết bao nhiêu, trên người hắn phát ra khí tức cường đại, trực tiếp chấn không gian chung quanh nổi lên từng đợt gợn sóng, vô cùng dọa người. Dương Lang ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong mắt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Tiếp tục đến, thanh âm rơi xuống, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi xa, hai mắt An Nam Tĩnh nhíu lại, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra. Bành! Theo một tiếng nổ vang, cả người An Nam Tĩnh bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Nàng vừa dừng lại, mặt đất sau lưng nàng trực tiếp rạn nứt, đồng thời còn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đi. Lúc này, Dương Lang lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, mấy ngàn trượng không gian run lên kịch liệt. Đây là tốc độ quá nhanh tạo thành. Mà nơi xa, An Nam Tĩnh lần nữa bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Ngươi không phải rất mạnh sao? Dương Lang chậm rãi đi về phía An Nam Tĩnh, hắn mỗi đi một bước, không gian chung quanh hắn run lên kịch liệt. Một bên, Dương Diệp muốn ra tay, An Nam Tĩnh lại lắc đầu. Ta đến. Nói xong, tay phải nàng ngả bắt lấy đuôi tóc, sau đó quấn ở trên cổ của mình, tay nắm trường thương đi về phía Dương Lang. Ba chiêu không giết được ngươi, tên ta viết ngược lại. Mọi người. Chấm. Ba chiêu. Mọi người sửng sốt. Ba chiêu giết Dương Lang kích hoạt huyết mạch chi lực. Không thể không nói, lần này vô số người đều cảm thấy An Nam Tĩnh nói có chút quá. Nếu như nàng là trí cảnh, mọi người có lẽ sẽ còn tin tưởng, nhưng nàng không phải, nàng chỉ là một luân hồi cảnh. Ở mọi người xem ra, Dương Lang lúc này, có thể ở trong vòng ba chiêu giết hắn, ngoại trừ mấy yêu nghiệt cấp cao nhất hệ Ngân Hà Trung Thiên vũ trụ kia, thì chỉ có cường giả chân cảnh. Ba chiêu giết ta. Dương Lang ngây ngẩn cả người, sau đó điên cuồng cười phá lên, cười một lát sau. Ba chiêu giết ta, thật sự là buồn cười, tiểu nữ oa, ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ba chiêu giết ta. Đừng nói ngươi, xem như cường giả chân cảnh cũng làm không được, chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn cường giả chân cảnh. An Nam Tĩnh không nói nhảm, nàng bước ra một bước. Oanh! Một cỗ ý cảnh kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể nàng bạo phát ra. Quyền ý. Quyền ý quy nguyên cảnh. Mọi người nao nao, sau đó lắc đầu, mặc dù quyền ý quy nguyên cảnh cũng rất mạnh, nhưng nếu như muốn bằng vào quyền ý quy nguyên cảnh này trong vòng ba chiêu giết Dương Lang, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đừng nói quyền ý quy nguyên cảnh, xem như quyền ý chí cảnh cũng không được. Nơi xa, khóe miệng Dương Lang nổi lên vẻ mỉa mai. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. An Nam Tĩnh không nói gì. Nàng tiếp tục đi về phía Dương Lang. Oanh! Lại một cỗ ý cảnh từ trong thân thể An Nam Tĩnh bừng lên. Chiến ý! Chiến ý quy nguyên cảnh. Hai loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Giờ khắc này, vô số người thần sắc có chút ngưng trọng, hai loại ý cảnh, hơn nữa đều là quy nguyên cảnh, đây quả thật là thiên tài bên trong thiên tài. Bất quá, mọi người vẫn không coi trọng An Nam Tĩnh, bởi vì Dương Diệp cũng có hai loại ý cảnh, trong đó một loại còn là chí cảnh. Mà Dương Diệp cũng không thể ở trong vòng ba chiêu giết một cường giả nửa bước chân cảnh kích hoạt huyết mạch. Nơi xa, Dương Lang cười lạnh. Hai loại ý cảnh, khó được, còn gì nữa không? Oanh! Đúng lúc này, lại một cỗ ý cảnh từ trong thân thể An Nam Tĩnh bừng lên. Thương ý!
thương ý quy nguyên cảnh. Giờ khắc này, vô số người thần sắc động dung. Hai loại ý cảnh, mặc dù hiếm lạ, nhưng không phải đặc biệt hiếm lạ, bởi vì ở trung thiên vũ trụ, người lĩnh ngộ hai loại ý cảnh không ít. Nhưng ba loại ý cảnh liền có chút ly kỳ. Phải biết, vô số người cả đời cũng không thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Mà coi như lĩnh ngộ, muốn tăng lên đó cũng là vô cùng khó khăn, mà muốn tăng lên hai loại ý cảnh, kia càng khó khăn. Còn tăng lên ba loại ý cảnh, độ khó kia, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mà lúc này, ba loại ý cảnh của An Nam Tĩnh đều là quy nguyên cảnh. Nơi xa, nụ cười ở khóe miệng Dương Lang đọng lại. Nhưng còn chưa kết thúc, đúng lúc này, lại một cỗ ý cảnh từ trong thân thể An Nam Tĩnh bừng lên. Trưởng ý quy nguyên cảnh. Giờ khắc này, mọi người sửng sốt. Nhưng đúng lúc này, lại hai cỗ ý cảnh từ trong thân thể An Nam Tĩnh bừng lên. Tốc chi ý cảnh, lực chi ý cảnh, đều là ý cảnh quy nguyên cảnh, sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã ngây ra như phỗng, nụ cười của Dương Lang triệt để cứng đờ, ở trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin. Sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Nếu như nói ba loại ý cảnh là thiên tài trong thiên tài, như vậy sáu loại ý cảnh, đã không phải thiên tài có thể hình dung. Tuyệt thế yêu nghiệt chân chính. Từ nay về sau, thế hệ trẻ tuổi của hệ Ngân Hà, trong yêu nghiệt đỉnh cấp, sẽ nhiều thêm một người. Nhưng còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, sáu cỗ ý cảnh chung quanh An Nam Tĩnh bắt đầu dung hợp, ở trong ánh mắt của mọi người, sáu loại ý cảnh cuối cùng dung hợp thành một ý cảnh hoàn toàn mới. Dung hợp. Trong lòng mọi người đã không phải chấn kinh, mà là rung động, vô cùng rung động. Ý cảnh dung hợp, đó là vô cùng khó khăn, cái này còn khó hơn lĩnh ngộ ý cảnh cùng tăng lên ý cảnh. Bởi vì mỗi một loại ý cảnh đều có tính đặc thù, muốn để hai loại ý cảnh thuộc tính không giống dung hợp, có thể tưởng tượng, đó là không dễ dàng cỡ nào. Mà muốn để sáu loại ý cảnh dung hợp lẫn nhau, đó đã không phải là không dễ dàng, mà là nghịch thiên. Nhưng hiện tại, An Nam Tĩnh dung hợp. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Còn nhớ rõ ở Vũ Gia, ta nói ta còn có một chiêu không có luyện thành không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, xem ra bây giờ ngươi luyện được rồi. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Luyện xong rồi. Nói xong, nàng bước ra một bước. Oanh! Quanh người An Nam Tĩnh phát ra khí tức ý cảnh ầm vang tăng vọt, rất nhanh, ở trong ánh mắt của mọi người. Khí tức ý cảnh càng ngày càng mạnh. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, không gian trong mấy vạn trượng đột nhiên rạn nứt. Giờ khắc này, con mắt mọi người trợn tròn. Không chỉ người khác, giờ phút này con mắt của Dương Diệp cũng trợn tròn. Chí cảnh. Ý cảnh chí cảnh. Trên hư không, Dương Cổ nhìn An Nam Tĩnh một hồi, sau đó nói. Thiên phú của nữ oa này, khả năng không kém Liêm Xương. Dương Tằng nhẹ gật đầu. Xác thực. Phía dưới, sắc mặt Dương Lang khó coi tới cực điểm, hắn biết, gặp được loại yêu nghiệt trong truyền thuyết rồi. Ở thế gian này, có một loại người, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, không hề nghi ngờ, An Nam Tĩnh thuộc về loại người kia. Đúng lúc này, xa xa mũi chân của An Nam Tĩnh nhẹ nhàng điểm mặt đất một cái, trong chốc lát, cả người nàng như một mũi tên rời cung bắn nhanh ra. Xoạt xoạt, những nơi An Nam Tĩnh đi qua, không gian trực tiếp rạn nứt. Trên người nàng phát ra ý cảnh cường đại, ở xa như vậy đã chấn Dương Lang liên tiếp lui về phía sau. Nơi xa, trong mắt Dương Lang lóe lên vẻ tàn nhẫn, huyết mang trên người hắn càng ngày càng mạnh, sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên đạp mạnh, cả người hóa thành hồng mang bắn nhanh ra. Oanh! Nơi xa không gian đột nhiên run lên kịch liệt, một âm thanh nổ vang rung trời ầm vang vang vọng, sau đó một bóng người trực tiếp bay ngược ra. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Lang. Mà đúng lúc này, không trung nơi xa, An Nam Tĩnh đột nhiên nắm trường thương ném một cái. Trường thương ra, một vệt kim quang lóe lên. Xuy. Ở trong ánh mắt của mọi người, trường thương trực tiếp cắm vào vai phải của Dương Lang, sau đó lực lượng cường đại mang theo Dương Lang bay ngược, cuối cùng trường thương trực tiếp đính Dương Lang ở trên tường thành. Mà lúc này, chân phải An Nam Tĩnh nhẹ nhàng giẫm hư không một cái, cả người bắn nhanh ra, bất quá, ngay thời điểm nàng muốn tiếp cận thành trì. Một mũi tên đột nhiên phá không đi tới trước mặt nàng, hai mắt An Nam Tĩnh nhíu lại, đấm ra một quyền. Oanh! Mũi tên ầm vang vỡ vụn, nhưng mà lúc này,
lại một mũi tên xuất hiện ở trước mặt nàng, không chỉ như thế, ở phía sau mũi tên này, còn có 8 mũi tên, 9 mũi tên đầu đuôi tương liên, tựa như một tia thiểm điện, đâm thẳng An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh không tránh không né, tay phải nhẹ nhàng nhô ra, sau một khắc, tay phải nàng hóa trưởng chấn tới. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong bàn tay nàng đổ xuống. Oanh! Giữa sân đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, 9 mũi tên ầm vang vỡ vụn, nhưng An Nam Tĩnh cũng bị lực lượng ẩn chứa trong đó chấn lui hơn ngàn trượng. 9 mũi tên, tập hợp lực lượng của 9 tên cường giả chí cảnh, một kích này đã vượt qua lực lượng của Dương Lang trước đó. Một bên, An Nam Tĩnh vừa dừng lại, một thanh trường thương phá không bay tới, sắc mặt An Nam Tĩnh không thay đổi, đấm ra một quyền. Oanh! Trường thương bị oanh bay ngược về, nhưng lúc này, lại một thanh trường thương đi tới trước mặt. Trong mắt An Nam Tĩnh lóe lên hàn quang, thân thể nàng có chút cong, tay phải tìm tòi về phía trước, tay phải nàng trực tiếp bắt lấy trường thương, lực lượng cường đại trong đó chấn nàng lùi lại. Bất quá chưa lùi tới một trượng nàng đã ngừng lại, sau đó tại chỗ xoay người một vòng, tay nắm trường thương ném một cái. Ngoài mấy trăm trượng, một nam tử kim giáp biến sắc. Tay phải hắn vội vàng nhô ra, hắn cũng cầm được trường thương, nhưng thời điểm hắn nắm chặt trường thương, sắc mặt lập tức kịch biến, bởi vì lực lượng cường đại trong đó làm cho toàn bộ cánh tay hắn băng liệt. Trường thương tiến quân thần tốc, trực tiếp cắm vào trước ngực hắn, bất quá trường thương cắm thẳng vào không đến 5 phân liền ngừng, bởi vì cánh tay còn lại của nam tử gắt gao bắt lấy trường thương. Nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó chấn hắn bay ngược ra, bay hơn ngàn trượng mới dừng lại. Sau khi hắn dừng lại vẫn còn không ngừng lùi lại, thẳng đến thân thể hắn đâm vào trên tường thành mới dừng, nhưng giờ phút này, trường thương đã xuyên qua thân thể hắn, đính hắn ở trên tường thành. Nơi xa, sau khi An Nam Tĩnh ném ra trường thương, nàng liền thả người nhảy lên, vọt về phía Dương Lang, bất quá rất nhanh, 9 tên nam tử kim giáp ngăn ở trước mặt nàng, sau một khắc, 9 chuôi trường thương cùng nhau đâm ra. Oanh! Ở dưới 9 người liên thủ một kích toàn lực. An Nam Tĩnh bị chấn đến hơn ngàn trượng. Lúc này, 9 người kia muốn xuất thủ lần nữa, nhưng một tiếng kiếm minh vang lên, sau đó một đạo kiếm quang chui vào trong 9 người kia. Oanh! Kiếm quang rơi xuống đất, thoáng qua, kiếm quang biến thành một cỗ huyết mang xuất hiện, trong đó ẩn chứa sát ý cường đại chấn 9 người lui hơn trăm trượng. An Nam Tĩnh đi tới bên người Dương Diệp, sau đó tay nàng khẽ vẫy. Hiu! Liệt Thiên lập tức hóa thành một vệt kim quang bay đến trong tay nàng, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Làm như thế nào? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía 23 chiến tướng, sau đó nói. Cạo chết. Chấm. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía trong thành. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng nhìn về phía Thiên Cơ thành, lúc này cửa thành đột nhiên mở ra, một nam tử trung niên từ trong đó đi ra. Khi nhìn thấy nam tử trung niên, 23 vị chiến tướng quỳ xuống, sau đó đồng thanh nói. Gặp qua thống lĩnh, thống lĩnh, thống lĩnh của 72 chiến tướng, Dương Chân. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm túc lên, bởi vì Dương Chân là cường giả chân cảnh. Lại một vị cường giả chân cảnh. Dương Chân nhìn lướt qua 23 vị chiến tướng, sau đó khẽ gật đầu. Đứng lên đi. 23 vị chiến tướng lập tức đứng dậy, sau đó cung kính đứng ở sau lưng Dương Chân. Dương Chân nhìn về phía An Nam Tĩnh, hắn đánh giá An Nam Tĩnh một chút, sau đó nói. Người tựa hồ không phải người Dương gia. Có quan hệ gì sao? An Nam Tĩnh hỏi. Đương nhiên. Dương Chân nói. Dương Diệp cùng ông cháu Dương Hư, còn có Dương Lang Nguyên Soái, cùng 72 chiến tướng đánh như thế nào, đó cũng là sự tình nội bộ Dương gia chúng ta. Nhưng ngươi là người ngoài, ứng phó ngoại nhân, Dương gia sẽ không dùng phương thức nội bộ đối đãi. Hiểu chưa? Nàng là thê tử của ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Xem như người Dương gia không? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Chân cũng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Con dâu Dương gia, đương nhiên là người Dương gia. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Sự tình đến đây chấm dứt, như thế nào? Bởi vì nháo đi xuống. Dương gia chúng ta đều sẽ không chịu nổi. Cường giả trí cảnh đối với Dương gia mà nói, cũng tương đối ít, chớ nói chi là nửa bước chân cảnh. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh giết tiếp, 23 chiến tướng, có thể sẽ toàn quân bị diệt, coi như không toàn quân bị diệt, khẳng định cũng sẽ chết chí ít 9 thành.
chết hơn 20 chiến tướng, Dương gia không chịu nổi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngươi muốn làm sao dừng ở đây? Dương Chân trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hắn đưa tay vỗ ra một chưởng. Oanh! Nơi xa, linh hồn của Dương Yên cùng Dương Hư ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô. Dương Chân ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Như vậy có thể chưa? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Lang, Dương Chân lắc đầu. Hắn không nằm trong phạm vi ta quản hạt, ta không có quyền giết hắn. Bất quá, nếu như ngươi muốn giết hắn, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng ta đề nghị ngươi đừng làm như thế. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói. Dù sao, ngươi bây giờ vẫn rất yếu. Dương Diệp nói. Ngươi nói về sau hắn có thể trả thù ta hay không? Dương Chân nhẹ gật đầu. Sẽ. Tất cả mọi người biết sẽ, bởi vì Dương Lang là một nguyên soái, nắm giữ rất nhiều binh lực của Dương gia. Mà Dương Diệp là Dương gia thiếu gia, một khi Dương Diệp thành thế tử, phải nói, một khi sau này hắn trở thành Dương gia gia chủ, khi đó kết cục của Dương Lang sẽ như thế nào? Cho nên Dương Lang khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ Dương Diệp. Một bên, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta cũng biết hắn sẽ trả thù. Nói xong, hắn giơ kiếm vung lên. Xuy, một đạo kiếm khí lập tức vạch phá bầu trời kích xạ về phía Dương Lang, nhưng ngay khi đạo kiếm khí kia muốn đánh vào trên người Dương Lang, một lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Lang, tay phải hắn vung lên. Oanh! Kiếm khí của Dương Diệp lập tức nổ tung, hóa thành hư vô. Cường giả chân cảnh! Lại gặp cường giả chân cảnh! Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta gọi Dương Thận, trong bảy đại nguyên soái bài danh thứ hai. Người muốn báo thù, ngày sau cứ tới tìm ta. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, cùng nhau tiêu thất còn có Dương Lang. Dương Thận. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, đoàn người Dương Diệp đi về phía trong thành. Bất quá ngay thời điểm hắn muốn đi vào trong thành, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên hư không. Sau đó lại nói. Ta cũng là Dương gia thiếu gia, hẳn sẽ có phủ đệ chuyên môn, đúng không? Hư không trầm mặc một cái chớp mắt, một thanh âm truyền đến. Đương nhiên. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng An Nam Tĩnh và Lục Ly Ca tiến vào trong thành. Sau khi ba người Dương Diệp rời đi, Dương Chân quay đầu nhìn lướt qua nơi xa, sau đó nói. Chư vị thiếu gia xem kịch hẳn đủ rồi à? Còn không có. Lúc này Dương Giản cùng lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Chân không xa, Dương Giản cười cười nói. Hôm nay tuồng vui này, rất đặc sắc, không phải sao? Dương Chân lạnh nhạt nói. Có hắn gia nhập, ta tin tưởng, thế tử chi tranh sẽ càng thêm đặc sắc, không phải sao? Dương Giản nhẹ gật đầu. Cái này không tốt sao? Dương Chân nói. Đối với Dương gia mà nói, rất tốt, nhưng đối với chư vị thiếu gia. Chỉ sợ không có tốt như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.